hay là ai đến cuối cùng thì gả cho tên vô dụng lục trầm đi ta là thiên tri kiều nữ sao có thể gả cho phàm phu tục từ chứ chỉ có tên nốt nhà ngươi mới tin lời nàng ta nhanh lên đi thiên đạo kim bảng sắp mở rồi đừng bỏ lỡ cơ hội gả cho người đứng đầu bảng Cháu trai, cháu là đạo tổ truyền thế. Giờ lại sắp đứng đầu thiên đạo kim bảng, chỉ cần vượt qua được tình kiếp hồng trần, cháu sẽ có thể hóa thân thành thiên đạo, trưởng quản vạn giới. Ông đã giảng buộc cho cháu bốn đạo tình duyên rồi, từ từ mà vượt qua đi. Họ đến rồi. Thời buổi này tình vợ ngay càng khó rồi. Cái tiệm thuốc ông già để lại còn không đủ làm xính lễ nữa là. Cái kiếp độc thân này bao giờ mới đến hồi kết đây? Tên nhóc này lại có, cổ linh vận vạn năm khó gặp. Nếu bổn tọa nuốt chừng tên nhóc này, nhất định sẽ leo lên, đứng đầu thiên đạo kim bảng sắp tới. Thiên hạ vô địch, chết đi. Đây là, khốn tiên thằng, Kỳ lạ. Rõ ràng nghe thấy giọng mỹ nữ mà. Chuyện gì vậy? Bổn tọa là cửu mệnh yêu miêu đấy, lại dễ dàng bị bắt như vậy sao? Ây ra? chẳng lẽ ta ấy lâu quá? Mà nghe tiếng mèo thành tiếng mỹ nữ rồi. Đại mỹ nữ, thật này, còn đến ba cực phẩm. Ai tên Lục Trầm, tìm ta à? Ta là Lục Trầm. Mấy vị mỹ nữ muốn bốc thuốc hay khám bệnh ạ? À? Ngươi, ngươi nguyền rủa ai bị bệnh đấy? Thiên đạo kim bảng sắp mở rồi, đừng nói nhảm với hắn nữa. Lục Trầm, hôm nay chúng ta đến là để hủy hôn. Các cô nói gì cơ? Hủy hôn. Đúng vậy. Hủy hôn. Thiên đạo Kim Bảng, sắc phong tuyệt thế thiên kiêu. Ba, người chúng ta thực lực cao cường, nhất định sẽ đả cho người đứng đầu thiên đạo Kim Bảng, chứ không phải một kẻ không có chút tu vi nào. Đúng vậy, nếu không phải chúng ta mãi không chặt đứt được thiên mệnh nhân duyên, thì con chẳng thèm gặp ngươi. Đạo tổ phù hộ, ban xuống thần uy, Ngưng thiên thành kiếm, chặt đứt hết thảy duyên phận. Chặt không đứt, tại sao vẫn chặt không đứt? Chúng ta là thiên kiêu kiệt xuất của tam đại gia tộc, dốc hết sức mượn thiên đạo chi lực từ đạo tổ, mà vẫn không thể chặt đứt nhân duyên với tên lục trầm này. Chẳng lẽ thật sự bắt chúng ta là cho tên phàm nhân lục trầm này? Hông chân kiếm trận này được gia trì bởi thiên đạo chi lực rõ ràng đủ sức chặt đứt tiên phàm nhân duyên, thế mà chúng ta thi triển mấy chục lần vẫn không thể nào đoạn tuyệt duyên phận với tên lục trầm này. Chẳng lẽ chỉ còn cách hủy hôn thôi sao? Ta chịu hết nổi rồi, đi tìm tên lục trầm đó hủy hôn. Hắn mà dám không đồng ý, ta sẽ một kiếm giết hắn. Cái gì mà thiên đạo kim bảng, thiên mệnh nhân duyên chứ? Không phải, ta à, ngươi cái gì mà ngươi, lục trầm, ta nói cho ngươi biết, đừng hòng dựa vào hôn ước mà dây dưa với chúng ta, ba người chúng ta giờ đều là những ngọn núi cao không thể vượt qua. Đối với tu sĩ trên đời này là những thiên trì kiều nữ đứng đầu, thiên đạo kim bảng ngày mai, ngươi chỉ là phàm nhân, căn bản không xứng với chúng ta. Ta có hôn ước với ba vị mỹ nữ cơ à? Chuyện này từ bao giờ vậy? cái này nằm mơ, ta cũng không dám mơ tới ba người đâu. Trên hôn thư viết rõ ràng. Ngươi cần gì phải giả vờ giả vịt nữa, đúng vậy. Nếu ngươi nghĩ giả, điên giả khủng là có thể khiến chúng ta từ bỏ ý định hủy hôn thì ngươi lầm rồi. Hôm nay hôn ước này, chúng ta hủy chắc rồi. Ba cô này nhìn cũng xinh đấy. Chỉ là đầu óc có vẻ không được bình thường cho lắm, ngươi, ngươi thái độ gì đây hả? Ngươi chỉ là một tên phàm nhân, không có tu vi mà dám nói năng hỗn xược. Xem ta dạy dỗ ngươi, ui, cô làm thật à? Dừng tay. Kim Long hộ thể, chẳng lẽ tên Lục Trầm này là cao nhân ẩn thế? Nhưng dù tên Lục Trầm này có tu vi thật, thì cũng kém xa người đứng đầu Kim Bảng, vẫn không xứng với chúng ta. Miểu miểu, muội nóng vội quá rồi, đừng quên vấn đạo lâu sắp khai bảng Kim Bảng. Nếu ai phạm giới sát sinh, sẽ bị loại khỏi danh sách ứng cử viên Thiên Bảng đấy. Coi như người may mắn, tu vi nghìn năm của bổn tọa lại bị hắn dễ dàng thu phục. Ba con nhóc này lại dám nói chuyện với tên nhóc này như vậy, thật là không biết lượng sức. Ta biết, ngươi không thể chấp nhận việc hủy hôn để bù đắp, ngươi có thể dùng miếng kinh long lệnh này để yêu cầu chúng ta làm một việc cho ngươi, còn hôn ước thì ngươi đừng nghĩ đến nữa. Không phải, này, đồ của các cô. Là cái thứ đồng nát gì thế này? Còn kinh long lệnh nữa chứ làm như thật lắm vậy. Ê, nghi nữ này, còn mặc áo cưới nữa chứ, cô đây, cũng đến hủy hôn à? Cứ ta với. Hình xăm kìa, xã hội đen. Đại trận thế này, mi nữ, cô đây là bỏ trốn đấy. Ây ra. Mấy vị đại ca, vị nữ nữ này hiện giờ đang rất yếu. Có gì thì đợi cô ấy khỏe lại rồi nói, tên lang băm kia. Ta khuyên ngươi đừng có xen vào việc của người khác. Như nào? Giám đắc tội với nhà họ Triệu ở Kinh Châu chúng ta, ngươi có mấy cái mạng mà chết hả? Nhà họ Triệu hay nhà họ Lý gì cũng không được đánh người. Đại ca thấy có đúng không? Tìm chết. Phê hắn cho ta. Đừng đừng đừng. Bây giờ là xã hội pháp quyền rồi đấy, Đây, đây là Càng khôn long tượng trận Đây, đây không phải là trận pháp mà chỉ có trận pháp sư mới có thể điều khiển sao Xin hỏi, các hạ là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của nhà họ Triệu Kinh Châu chúng ta? Ta ta ta, ta xen vào chuyện gì cơ chứ? Mấy người lại diễn trò gì nữa đây? Ăn hạ Mấy người hợp tác ăn vạ ta à? Ta nói cho mấy người biết, ở đây, ta có camera ghi hình hết đấy. Mấy người đừng hòng lừa được ta. Trận pháp sư hiếm có trên đời. Ngay cả gia chủ ở đây cũng phải cúi đầu bái lại. Chỉ bằng mấy người chúng ta. E là còn không thể đến gần người ta. Vạn đạo, các phải không? Chuyện hôm nay. Nhà họ Triệu Kinh Châu chúng ta nhớ kỹ rồi. Ngày khác, nhất định sẽ đến lĩnh giáo. Đi đi thật rồi à Ôi dào, đúng là bệnh thật mà Ui da, nóng quá Mỹ nữ, cô bị sốt cao rồi Mỹ nữ, đừng lo, ta sẽ bốc thuốc cho cô ngay Vừa hay lúc trước, sắc thuốc cho ông ta còn dư chút Không cần đâu Ta biết tình trạng của mình Lúc nãy, cảm ơn anh đã cứu ta nhưng thời gian của ta đã không còn nhiều nữa rồi. Hương thiên ma, cổ trong người ta, đã ăn sâu vào xương tủy, tổn hại căn cơ. Ngay cả y tiên gia các tĩnh cũng phán rằng, trừ phi đạo tổ đích thân đến, nếu không thì không ai giải được độc này. Nếu không thì nhà họ hứa chúng ta, sao lại bị nhà họ chịu, chèn ép đến không ngóc đầu lên nổi chứ. Ta thấy cô bị sốt đến hồ đồ rồi. Tuy ta chỉ là lang băm thôi. Nhưng cảm cúm sốt nhẹ thế này thì ta vẫn chữa được. Này, Cô chỉ cần uống cái này. Rồi ngủ một giấc. Ai đảm bảo cô sẽ khỏi ngay. Không cần đâu. Thật sự không cần. Cành cây vạn niên luân hồi thụ. Hạt sen tử kim đạo liên. Dâu củ tạo hóa cổ sâm. Đây mỗi thứ này đều được coi là thiên đạo trí bảo, tuyệt thế dược liệu đấy. Nhìn kỹ lại thì, mỗi vật phẩm trong tiệm này đều ẩn chứa hào quang thiên đạo. Rõ ràng là do ở bên cạnh anh ta lâu ngày, nên nhiễm vô thượng khí vận của anh ta. Anh ta rốt cuộc là ai? Đền bối. Xin hỏi ngài là... Đền bối. Xin hỏi ngài là... Tiền bối gì chứ? Ta tên là Lục Trầm. Chỉ là lang băm thôi. Chẳng có bản sự gì. Kế thừa tiệm thuốc đông y của gia đình. Kim miếng cơm manh áo thôi. Nghi nữ! Nghi nữ! Đừng làm vậy! ta chỉ sắc cho cô bát thuốc hạ sốt thôi mà. Sao cô lại dâng hiến thân mình thế này? Trở lại rồi. Ta cảm thấy cảnh giới của mình, thực lực của ta đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn tinh tiến hơn trước. Chỉ một bát thuốc mà đã có thể chữa khỏi ma cổ, mà ngay cả ra cát tĩnh. Cũng bó tay. Hôm nay, khi thiên đạo kim bảng khai mở, lục tiền bối nhất định sẽ có tên trên bảng nhân vật như vậy mà có thể đứng về phía nhà họ hứa chúng ta cảm ơn lục tiền bối ba thuốc đại ân đại đức này hứa ngọc suốt đời không thể báo đáp đứng dậy đứng dậy nếu lục tiền bối không chê hứa ngọc nguyện ý thôi kệ chết thì chết á à, đừng 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 hôm nay toàn gặp người đầu óc không bình thường vậy mới đuổi ba đứa đến hủy hôn lại đến một đứa muốn dâng hiến thân mình lục tiền bối giữ vững bản thân không thừa cơ mạo phạm thật sự hơn tên đại thiếu gia nhà họ triệu kia, không biết bao nhiêu lần. Cái đó, sau khi cô về, mà vẫn thấy không khỏe, thì có thể quay lại tìm ta lấy thuốc. Nếu vậy, thì sau này nếu lục tiền bối có gì cần, cũng có thể đến nhà họ hứa ở Kinh Châu tìm ta. Kim bảng ở vấn đạo lâu sắp mở rồi, cương giả tề tựu, vãi bối phải đến đó hủy hôn. Lục tiền bối, táo tử. Cô nương à, cô bị bệnh trung nhị nặng quá rồi. Năng lực của ta có hạn, chỉ có thể chữa cảm cúm sốt nhẹ thôi. Hay rét, xin lỗi nhé. Đây là cái gì? Ê! Rời trẻ bây giờ hay quy quá nhỉ? Lúc nãy cô ấy nói là đi, vấn đạo lâu gì đó. Dù sao cũng quen biết ta đưa cho cô ấy vậy. Tiểu Hắc, ngoan ngoãn ở nhà đợi ta về nhé. Cuối cùng cũng đi rồi. Bản tọa thân là kiểu mệnh yêu miêu, tu vi thông thiên có thể trấn thiên liệt điện. Vậy mà lại dễ dàng bị hắn chế phục. Nhưng mà bây giờ, thằng nhóc này đã đến vấn đạo lâu rồi. Bọn nhóc này cũng chẳng khá khẩm hơn ta gì đâu. Hứa Ngọc bây giờ chúng cổ độc, tu vi thấp kém, mà ngươi còn để cô ta chạy thoát, nhà họ chịu nuôi ngươi để làm gì? Thiếu gia, tuy hứa tiểu thư, tu vi thấp kém, nhưng tên làng bằng nó, bố trí cản khôn long tượng trận, chỉ bằng chúng ta, thực sự không thể phá giải. Đồ vô dụng Ra ngoài Hứa gia chủ Con gái ngươi Hứa Ngọc Nếu vẫn là Thiên tài tu sĩ số một Kinh Châu Toàn bộ khách hứa ở đây Đợi cô ta Cũng không sao Nhưng bây giờ thì Tiệu Long Ngươi đừng có giả vừa hiểu biết Nếu không phải con gái ta trúng thôn thiên ma cổ Làm sao bị nhà họ chịu các người bắt nạt đến mức này Ngươi cũng biết con gái ngươi bây giờ chúng hương thiên ma cổ mất hết tu vi chẳng khác gì phế nhân à vậy thì cô ta lấy đâu ra tư cách để chúng ta đợi cô ta chứ ngươi trợ gia chủ cần gì phải vội vàng như vậy ta à, đây chẳng phải đến rồi sao ngọc nhi hứa tiểu thư hôm nay cô và ta mượn ngày vui của thiên đạo đại hội nên duyên vợ chồng khách hứa đến đây ngoài những người nổi tiếng ra còn có ba đại gia tộc nữa, vậy mà Hứa Ngọc cô muốn đến muộn thì đến muộn. Cô ra vẻ ta đây, có phải quá đáng rồi không? Áp lực như vậy. Xem ra hôm nay khi Thiên Đạo Kim bảng khai mở, Triệu Minh Kiệt này ít nhất cũng lọt vào top 10. Top 10. Theo ta thấy, với tu vi của Triệu thiếu gia, e rằng chỉ có thể ở dưới thiên kiêu của ba đại gia tộc thôi. triệu thiếu gia cũng không phải mới quen biết ta. Ta đây, hứa ngọc, không phải lúc nào cũng ra vẻ thế này sao? Kim đan cảnh, thực lực của cô vậy mà khôi phục rồi. Ngọc Nhi, thực lực của con, thật sự khôi phục rồi sao? Đúng vậy, cha, là một vị tiền bối họ lục, giúp con giải hương thiên ma cổ. Hôm nay, con nhất định sẽ lọt vào thiên đạo kim bảo. Được, được lắm. Nói hư nói vượn, thôn thiên ma cổ, là kỳ độc đứng đầu đương thời, ngay cả y tiên cũng nói, trừ phi tiên nhân giảng thế, nếu không thì không ai giải được, chỉ bằng tên lang băm nó. Mà cũng có năng lực đó sao? Dù sao thì bây giờ cảnh giới của ta đã khôi phục, thực lực cũng tinh tiến. Hôn sự hôm nay, ta hứa Ngọc hủy bỏ hôn nhân. Mong Triệu thiếu gia và Triệu gia chủ thông cảm. Vô lễ. Hướng, Ngọc, cô coi nhà họ Triệu ta là cái gì? Hôm nay là Thiên đạo đại hội, các gia tộc tề tự. Kinh châu chấn động, cô dám hủy hôn trước mặt mọi người là muốn khiến nhà họ Triệu ta mất hết mặt mũi sao? Ta nói cho cô biết, hôn sự hôm nay cô không muốn kết cũng phải kết. Nói đúng lắm, nhà họ Triệu vì muốn giúp cô áp chế thôn thiên ma cổ trong người, còn đặc biệt tìm cho cô một chiếc diệm ma giới, cô chính là báo đáp nhà họ Triệu chúng ta như vậy sao? Ngọc Nhi, nhà họ Triệu thế lực lớn mạnh, chúng ta không đấu lại được đâu. Hơn nữa hôm nay còn là ngày thiên đạo kim bảng khai mở, với tu vi của Triệu Minh Kiệt nếu lại được kim bảng gia trì, chúng ta cha cha đừng lo vừa rồi lục tiền bối gọi điện thoại cho con anh ấy đang trên đường đến đây cho dù triệu minh kiệt có xếp hạng cao đến đâu cũng không thể cao hơn lục tiền bối giả thân giả quỷ một tên lang băm thì có tu vi gì chứ các ngươi còn nằm mơ hắn ta có thể lên kim bảng thật là nực cười, <cười> không ngờ Triệu gia chủ. Vậy mà đã đạt đến nguyên anh cảnh rồi, chẳng trách Triệu Minh Kiệt lại kiêu ngạo như vậy. Quy áp này đã gần đạt đến hóa thần cảnh rồi, lục tiền bối, sao anh vẫn chưa đến? Mi nữ, ta ở đây. Chào anh, 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 lục tiền bối, ngài đến rồi. ta đã nửa bước chân, bước vào hóa thần cảnh. tên nhóc này rốt cuộc là thần thánh phương nào? chỉ vung tay một cái, đã hóa giải toàn bộ uy năng của ta. lục tiền bối, ngài đến rồi. cô nói hôm nay cô kết hôn, lại còn để quên món đồ quý giá như vậy ở cửa hàng ta, quá bất cẩn rồi. diệm ma giới, được lắm, hứa ngọc ta đã nói sao cô lại đột nhiên muốn hủy hôn thì ra là gian díu với tên nhóc này còn cố tình bịa ra cái danh hiệu tiền bối gì đó cô thật sự coi chúng ta là kẻ ngu sao đấy không thì đã sao ê lục tiền bối tu vi cao thâm thấy ta chúng cổ độc nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện thừa cơ hãm hại ngược lại không tiếc dùng thiên tài địa bảo để cứu ta hào hiệp như vậy không phải hơn triệu thiếu gia thừa dịp nhà họ hứa suy yếu ếch ta thành thân gấp trăm ngàn lần sau tu vi cao thâm cô đừng tưởng ta không biết lai lịch của tên nhấp này. hắn chỉ là một tên lang băm. nói về tu vi, nói về quyền thế, hắn có điểm nào sánh bằng ta? Ngọc Nhi, tu vi của con mới khôi phục, đã đắc tội với nhà họ Triệu như vậy, e rằng cha, cha đừng lo. Tu vi của Lục Tiền Bối cao, thông khó lường. đừng nói là nhà họ Triệu bọn họ, cho dù là ba đại gia tộc, e rằng cũng chỉ có thể cúi đầu bái lạnh. Mi Nữ, cô đừng nói bậy ta thấy cô đánh rơi đầu nên mới cố tình mang đến đây chả? ta chỉ là người bình thường ta nào có tu vi gì còn cái gì mà cô cứ nói ba đại gia tộc gì đó ta chưa từng nghe qua không quen biết không quen biết mọi người đều nghe thấy rồi đấy lục tiền bối tu vi thông thiên không phải ô đại gia tộc nào cũng có thể sánh bằng ngài ấy biết đâu sau khi thiên đạo kim bảng khai mở hôm nay lục tiền bối sẽ đứng đầu bảng thì sao không phải ta Ây da Hắn ta là cái thá gì Mà dám nói có thể đứng đầu thiên đạo kim bảng Đại tiểu thư, cô đừng hại ta Ta nói là địa vị ta thấp kém Chưa nghe nói đến ba đại gia tộc Ta nào đã bao giờ nói Bản thân, ta không coi ba đại gia tộc ra gì vậy Còn cái gì mà kim bảng Quá hoang đường rồi đấy Xin lỗi mọi người. Xin lỗi, xin lỗi. Cô gái này hơi bị trung nhị, nên mọi người hiểu lầm ý ta rồi. Mọi người đừng trách móc. Ta xin lỗi mọi người ở đây. Thiên đạo áp chế. Chắc chắn là có cao nhân đang cúi người thiên đạo mới bắt mọi người xung quanh phải quỳ xuống có thể gây ra thiên đạo áp chế chứng tỏ người này ít nhất cũng có tu vi bán tiền tu vi như vậy đủ để ngạo thị thiên hạ rồi biết đâu người này đến là vì muốn đứng đầu thiên đạo kim bảng nếu có thể lấy lòng được người này gia tộc chúng ta sẽ không bị ép gà cho tên lục trầm đó nữa vậy còn chờ gì nữa chúng ta mau đi lấy lòng người này biết đâu khi người đó đứng đầu bảng chúng ta còn được hưởng chút phúc phần đi thôi Cũng không phải Tết nhất gì Mọi người làm gì vậy Không ngờ Lục tiền bối Vậy mà có thể gây ra thiên đạo áp chế Ta xem bây giờ Còn ai dám nghi ngờ thực lực của lục tiền bối nữa Thiên đạo áp chế Nhưng mà trên người Hắn ta căn bản không có bất kỳ linh lực dao động nào Thật hay giả Ta thử hắn ta một chút là biết ngay Dừng tay. Tại hạ là Triệu Minh Kiệt, nhà họ Triệu, Kinh Châu. Không biết ba vị là Thần Hoàng Cốc, Ninh Hồng Diệt, Vạn Kiếm gia, Thẩm Diệu, Thiên Nhất Đạo Tông, Tô Mộng Trầm. Các cô là người của ba đại gia tộc? Hóa ra là ba vị đại tiểu thư giá lâm. Nhà họ triệu chúng ta có lỗi vì đón tiếp chậm chế, mau. Các vị đừng trách. Xanh ra thiên đạo áp chế vừa rồi là do ba vị đại tiểu thư gây ra, chứ không phải tên lang băm này. Cũng đúng thôi. Một tên rác rưởi không có chút tu vi nào. Làm sao có thể gây ra thiên đạo áp chế được? Không ngờ anh lại dám theo dõi chúng ta đến tận đây. Dai như điệp. Không buông tha phải không? Cú đấm vừa rồi của hắn đủ để khai sơn liệt điện anh chỉ là người thường nếu bị đánh chúng chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ nếu không phải chúng ta nề mặt miếng kinh long lệnh đó ra tay cứu anh thì bây giờ anh đã hồn phi phách tán rồi bây giờ tín vật đã hết hiệu lực dù anh có dây dưa thế nào cũng không thay đổi được quyết định hủy hôn của chúng ta mấy người đang nói cái gì vậy còn tưởng mình là công chúa thật à ta cưới các cô là có thể thành tiên chát ta đã nói là đồng ý hủy hôn với các cô rồi các cô còn muốn ta làm gì nữa họ lục kia đừng có không biết điều Chúng ta tốt bụng khuyên ngươi, cho ngươi đường lùi, còn ở đây cứng miệng. Nếu ngươi thật sự đồng ý hủy hôn, sao lại đuổi theo đến vấn đạo lâu này? Ta nói, ta đến đây, hoàn toàn là trùng hợp, các cô tin không? Hơn nữa, ta và các cô, vốn dĩ không có quan hệ gì, cũng chẳng thèm cái hôn ước giữa chúng ta. Hủy thì hủy thôi, ngươi... Ê, nghĩ nữ, ba đại gia tộc này, rốt cuộc là cái thứ gì vậy? À, lên nhà ngươi ăn nói nông cổ dám nói ba đại gia tộc chúng ta là cái thứ gì? Tên nhà ngươi ăn nói ngông cuồng, dám nói ba đại gia tộc chúng ta là cái thứ gì à? Lục tiên sinh, đừng quên, chúng ta đã hủy hôn rồi. Nếu ngươi dám bất kính với gia tộc chúng ta, chúng ta cũng không ngại chém giết ngươi tại đây. Họ lục kia, ngươi đắc tội với nhà họ triệu Kinh Châu, ta thì thôi, lại còn không biết trời cao đất dày. biết ngồi đáy giếng muốn ăn thịt thiên Nga, đắc tội với ba đại gia tộc bây giờ ngươi chẳng khác gì một kẻ vô gia cư mấy người đang nói cái gì vậy chỉ là hủy hôn thôi mà không đến mức phải sống chết thế chứ cả thế giới đều biết ba đại gia tộc chúng ta ngạo nghễ đứng trên đời nhiều năm ba người chúng ta không chỉ là người đứng đầu gia tộc mà còn là thiên tri kiêu nữ trong giới tu luyện hôm nay còn có cơ hội được lên kỳ bảng nhận thiên đạo ban phúc còn ngươi một kẻ phàm phu tục tử rốt cuộc không cùng đường với chúng ta trừ khi ngươi là thiên tài tuyệt thế hiếm khó nếu không dù ngươi có trăm phương ngàn kế cũng tuyệt đối không cưới được chúng ta ba vị đại tiểu thư ta nghĩ chắc có hiểu lầm gì đó ta có thể làm chứng cho lục tiền bối tu vi của tiền bối cao thâm hiếm thấy trên đời hương thiên ma cổ trên người ta là do lục tiền bối giúp ta giả các à, cô tin tưởng hắn ta như vậy được rồi nếu tên này trên thiên đạo kim bảng thật sự có thể vượt qua chúng ta thì ba người chúng ta gả cho hắn thì đã sao không phải ta à, Đến rồi. Đây, đây chính là thiên đạo kim bảng. Tương truyền từ xưa đến nay, những người có thể lên kim bảng đều là những thiên tri kiêu tử độc bá một phương. Nếu có thể đứng đầu bảng, thậm chí còn có tư cách bay lên thần giới, thâu tóm đại đạo, bất tử bất diệt. Thật sự có chuyện hoang đường như vậy sao? Hạ Nam Thiên Kiêu Bảng, Triệu Minh Kiệt. Ban thiên đạo giáng phúc, Ta đột phá rồi, ta đột phá đến bán bộ hóa thần rồi. Ngướng, Ngọc, không phải cô nói tên họ Lục kia. Tu vi thông thiên sao? Bây giờ kim bảng đã mở, sao không thấy tên hắn ta? Với cảnh giới của Lục Tiền Bối, hạng năm còn con, làm sao xứng với Lục Tiền Bối được? Hừ, Cửu Ngọc, ta xem cô còn cứng miệng được bao lâu, hôm nay ta nhất định phải khiến hắn hiện nguyên hình. Nhanh lên nhìn, lại có tên xuất hiện rồi. Ninh Hồng Diệt, Thẩm Diệu, Tô Mộng Trầm, Đồng Hạng Nhì Thiên Kiêu Bảng. Ban Thiên Đạo Giáng Phúc. Quả không hổ danh là thiên tri kiêu nữ của ba đại gia tộc, vậy mà lại đồng hạng nhì thiên kiêu bà. Quả thật là hiếm thấy từ xưa đến nay, nhưng mà ta càng lúc càng tò mò người đứng đầu bảng rốt cuộc là thiên tài tuyệt thế nào mà có thể vượt qua ba người bọn họ để đứng đầu bảng lục trầm kim bảng đã mở sự thật chứng minh ngươi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử không có chút tu vì nào kẻ giới thấp kém bản không có tư cách cưới ba người chúng ta hôn ước này ta hủy bỏ ngươi còn ý kiến gì không ngươi có ý kiến cũng vô dụng bản tiểu thư hôm nay không chỉ hủy hôn mà còn phải đánh ngươi một trận ta khuyên ngươi đừng dây dưa vô ích chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới đon đón nhỏ sao có thể tranh sáng với Trang rằm hôn ước này ta cũng hủy có vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga ngươi tự xem mình có xứng không ba đại tiểu thư là thân phận gì ngay cả ta cũng không dám mơ tưởng một kẻ không lên được bảng như ngươi cũng dám mơ tưởng ngọc nhi hôm nay đại thế đã mất nhà họ hứa chúng ta e rằng cha kim bảng còn chưa đến phút cuối lục tiên bối có phải đứng đầu bảng hay không còn chưa biết được hướng không, ta thấy ngươi đã mất trí rồi còn mong tên này có thể đứng đầu kim bảng thậm chí nếu lục trầm thật sự đứng đầu bảng ba người chúng ta cầu còn không được sao lại hủy hôn chứ ta hiểu tình cảnh của hứa tiểu thư nhưng cô đã đặt niềm tin sai chỗ rồi không nên trông chờ vào tên lục trầm này đặt hy vọng vào hắn ta tên lục trầm này nếu hắn ta có thể đứng đầu bảng ta thẩm diệu sẽ tự phế tu vi làm nô lệ cho hắn cả đời đủ rồi hứa tiểu thư ta thật sự chỉ là người bình thường đối với cái đại hội gì đó của các cô hoàn toàn không có hứng thú ta về trước đây nhanh lên nhìn kìa kim bảng kìa đứng đầu kiếm đạo bảng lục trầm phong làm hồng mông kiếm tiên đứng đầu đạo thuật bảng lục trầm không làm thiên huyền pháp tổ đứng đầu trận pháp bảng lục trầm không làm vô thượng đạo tôn đứng đầu thiên kiêu bảng lục trầm không làm tuyệt thế thi kiêu Sao? Sao có thể như vậy? Thiên đạo hộ thể. Đứng đầu kim bảng. Ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Tên họ lục này vậy mà lại, thật sự là đứng đầu cả bốn bảng. Với tiềm lực của hắn, tương lai chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn của nhà họ triệu ta. Không được, ta phải ra tay trước. Ta, ta vừa nói rồi mà, ta tên là Lục Trầm, mấy người giàu thật biết chơi. Tốn nhiều tiền như vậy, chỉ để làm, hiệu ứng chiếu hình. Hiệu ứng? Chẳng lẽ, Lục Tiền Bối không biết gì về thực lực của mình sao? Nếu đúng như vậy, thì cơ hội của ta đến rồi, hóa ra trước đây. Là do tu vi của chúng ta quá thấp kém, nên không nhìn thấu cảnh giới của hắn, nhân vật khó tìm như vậy. Trước đây, chúng ta lại không muốn gà, tên này vậy mà thật sự là đứng đầu bảng. Nếu nói như vậy, vậy chẳng phải bản tiểu thư ta thật sự phải làm nô làm thiết phục vụ hắn cả đời sao đứng đầu cả bốn bảng là thiên tài tuyệt thế ngàn năm có một tương lai nhất định sẽ phi thăng thành tiên diệu diệu làm nô tỳ cho hắn cô không thiệt đâu ta ta nói này ba vị mỹ nữ không phải lúc nãy mấy cô nói muốn hủy hôn sao ta đồng ý thật sự đồng ý đã mấy cô vội ta cũng vội chúng ta nhanh chóng hoàn thành thủ tục đi cho ta đi đi tiệm thuốc nhà ta không thể không có người trông coi được không cho đi vừa nãy không phải ba người các cô nói nhất định phải hủy hôn sao các cô không thể thấy ta hiền lành mà lôi ta ra làm trò đùa chứ chúng ta không hủy hôn nữa lại lại không hủy nữa rõ ràng vừa nãy mấy người thê sống thể chết nói là nhất định phải hủy hôn bây giờ lại không hủy nữa mấy cô không thể thấy ta có chút nhan sắc mà thay đổi ý định chứ người trẻ tuổi phải có chính kiến của mình chứ làm sao theo ý anh là mấy người chúng ta không xứng với anh sao không nói đến tu vi chẳng lẽ mấy người chúng ta xấu lắm sao đúng vậy dung mạo của ba người chúng ta nói là đẹp như tiên nữ cũng không quá đáng chứ anh vậy mà lại chê chúng ta nói đúng lắm cả ba chúng ta anh còn không vừa mắt xin hỏi trên đời này còn có người phụ nữ nào lọt được vào mắt anh nữa tiểu thư cô đừng có coi thường người khác quá mấy cô đừng quên lục tiên bối này là do ta mời đến nói vậy cũng không đúng chủ yếu là mấy người đều đều quá nhỏ Ta nói vậy, chắc họ hiểu rồi nhỉ. Từ sớm đã nghe ông nội nói, phụ nữ, trẻ con là phiền phức nhất, ta lười hầu hạ lắm. Anh nói cái gì? Nhỏ chỗ nào? Ninh Tỉ Tỉ, không phải muội nói, tỷ, vô liếng của tỷ. Thật sự hơi nhỏ, một chút. Thôi được rồi, vậy là bây giờ mấy cô nhất quyết muốn gả cho ta hết, hôn ước trước kia cũng không hủy nữa phải không, không lấy ai khác ngoài anh. Chúng ta không lấy ai khác ngoài Lục Trầm anh. Đã anh không thích nhỏ. Vậy ta anh chắc chắn không thể từ chối được chứ cưới ta đi không được cưới ta ta có thể dạy anh kiếm pháp độc bộ thiên hạ hồng diệp người đứng đầu kiếm đạo bảng chính là lục trầm nó cô còn muốn dạy hàn kiếm pháp lục trầm nhỏ anh cứ cưới tỷ tỷ ta đi những thứ tỷ tỷ biết nhiều hơn bọn họ nhiều lắm lục tiền bối anh đừng quên vừa rồi mấy cô ấy để hủy hôn đã dùng mọi thủ đoạn trong lòng không biết đang ủ mưu gì đâu cho nên cưới ta đi Đúng, 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 ba người các cô, tuy là đẹp, nhưng quá xấu tính, nhưng mà cô cũng muốn gả cho ta. Lục Tiền Bối, vốn liếng của Hứa Ngọc ta cũng không kém cạnh gì ba vị tiểu thư đâu. Này các cô nhìn xem, lại vội vàng rồi, ta không có ý đó. Dù sao Lục Trầm ta cũng không cưới ai cả, mấy cô cũng đừng tranh nhau gả cho ta, ta chỉ là một người bình thường không quyền không thế, tạm biệt mấy cô đừng đi theo ta đấy. Ninh tỷ tỷ, tỷ thật sự định để hắn đi sao? Với thực lực đứng đầu thiên đạo kim bảng của hắn, chỉ bằng mấy người chúng ta không cản được hắn đâu, phải không lục trầm? Giờ mấy người mới biết sao? Hỏng rồi. Chẳng lẽ lục tiền bối đã biết, thực lực của mình là vô địch thiên hạ rồi sao? Giờ mấy người mới biết, chỉ với thân hình nhỏ bé của ba người. Tiểu ra, ta một đấm một người, ta nói cho mấy người biết, khôn hồn thì mau thả tiểu ra. Ta ra, hình như ta nghĩ nhiều rồi. Anh đi đi. Ninh tỷ tỷ, chẳng lẽ chúng ta cứ thế để hắn đi sao? Nhìn tình hình hiện tại, tên này ở phàm trần, chẳng khác gì -mân, U Yemen, Zam, Eisenman và nhân vật như vậy. Nếu để các gia tộc khác có được, với tính cách của hắn, e là sẽ khó mà để mắt đến những tam phu tục tử như chúng ta đã đoán. Bây giờ cô đang nghĩ đến việc về gia tộc xem hôn ước này rốt cuộc là do ai định phải không? Lai lịch của lục trầm, bối cảnh chắc chắn không tầm thường, cụ thể hơn. Vẫn là phải đợi chúng ta về, hỏi, trưởng bối, trong tộc mới biết được hứa tiểu thư ta biết bây giờ cô cũng rất muốn giữ lục trầm lại nhà họ hứa nhưng ta cần phải khuyên cô một câu lục trầm này không phải ai cũng có thể động vào nếu cô cứ dây dưa với hắn thì tự chịu hậu quả có thể hay không phải so tài mới biết được lục tiền bối không phải của riêng ai ba vị tiểu thư tranh được hứa ngọc ta cũng tranh được bố mình đi thôi hứa hứa cái gì nếu trong đầu con chỉ nghĩ đến chuyện nam nữ thì còn làm được việc lớn gì nữa về nhà còn tên họ lục kia lão phu tử có cách ô bố hồ đồ rồi bố cứ thế để nhà họ hứa đi mất sau này ở kinh châu ai còn coi trọng nhà họ chịu chúng ta nữa bao giờ thì con mới động não lên được vậy tên họ lục vừa nãy rõ ràng là muốn ra mặt thay nhà họ hứa hắn ta lại còn đứng đầu nhiều bảng vàng thiên đạo như vậy. Chỉ với hai chúng ta, con thật sự nghĩ là giữ được họ lại sao? Ta, ta nuốt không trôi cục tức này. Yên tâm, hắn ta sống không được bao lâu đâu. Loạn tiền bối, ngay đến rồi. Cái gì mà đứng đầu kim bả, chỉ là do tu vi của các ngươi thấp kém, lại vừa khéo bị hắn lừa gạt. Mà thôi, ý của đoạn tiền bối là... Các ngươi hãy nhớ lại kỹ xem, Lúc nãy khi công bố đứng đầu kim bảng, thiên đạo có dáng phúc xuống cho tên họ lục kia không? Nói như vậy, chắc chắn là tên họ lục kia đã dở trò. Che mắt thiên đạo, mới lừa được chúng ta. Đúng vậy, đã bản tọa hưởng hương hỏa nhà họ chịu nhiều năm, tự nhiên sẽ ra tay thay ngươi, dạy dỗ tên họ lục kia. Đến lúc đó, cả nhà họ hứa, sẽ là vật trong túi của các ngươi. Tốt, tốt quá. Ô, bố nói đoạn tiền bối. Thật sự có thể giết lục trầm sao. Tu hành giả, trên đời này nhiều vô kể. Mỗi người đều có huyền cơ diệu pháp riêng. Nếu có thể bái đại năng làm sư phụ, lợi ích là vô tận. Người có thiên phú mạnh, đủ để tiến bộ thần tốc. Mà đoạn tiền bối, từng có may mắn, được bái. Đại yêu hóa hình cửu mệnh yêu miêu làm sư phụ, cửu mệnh yêu miêu. Đó chính là trí tôn của yêu giới. Lục trầm. Ngươi chết chắc rồi. Bản tọa tuy bị sợi dây trói tiên này, phong ấn trong lầu các này. Nhưng may mắn là, tên lục trầm kia còn có chút lương tâm. Ngay cả thức ăn cho mèo của bản tọa, cũng là thiên tài địa bảo đã tuyệt chủng, khó tìm thấy dấu vết. Chỉ vòn vẹn hai bữa, tu vi của bản tọa đã có đột phá mới. nếu toàn bộ dược liệu trên tường này đều thuộc về bản tọa, thì bản tọa nhất định có thể bước vào yêu hoàng cảnh giới. Nhưng mà, bây giờ bản tọa vẫn nên đi tắm rửa trước, khôi phục lại trạng thái cho tốt. May mà, may mà ba người phụ nữ kia nếu còn đuổi theo thì tiểu ra ta nhất định phải báo cảnh sát ngày nào cũng mệt chết ta <laughs> Ngọc Nhi à, giờ con không chỉ đã rút được hư thiên ma cổ trong cơ thể, hồi phục lại thực lực, mà còn có lục tiền bối giúp đỡ. chỉ cần có thời gian, nhà họ hứa chúng ta nhất định sẽ trở lại hàng ngũ gia tộc kinh châu. đến lúc đó, chúng ta sẽ không cần phải sợ nhà họ chịu nữa. chưa chắc đầu bố nhìn tình hình hiện tại ba đại gia tộc đã quyết tâm tranh giành lục tiền bối, còn con hiện tại lại trong tình trạng này, nếu chúng ta thật sự mất đi sự che chở của lục tiền bối, thì hậu quả sẽ khó lòng tưởng cũng đúng. Muốn tranh lục tiền bối, từ tay ba đại gia tộc quả thật không dễ dàng. Tình trạng. Tình trạng gì? Ngọc Nhi. Sao sắc mặt con lại kém thế này? Nào. Mau ngồi xuống. Là, là thôn thiên ma cổ. Triệu chứng khi hương thiên ma cổ phát tác. Đấy này. Sao lại thế này? Lục tiền bối. Không phải đã giúp con loại bỏ cổ độc trong người rồi sao? Đừng động vào cô ấy. <laughs> Diêm Vương đưa thiếp canh bà lấy mạng. Huyền Long Kim Trâm hộ đến canh chính. Đây là tuyệt học của Y Tiên, Huyền Long Kim Trâm. Ngươi là Y Tiên Gia Cát Tĩnh. Không muốn con gái chết trước mặt ngươi, thì im lặng cho ta. Lạc tạ y, tiên ra tay giúp đỡ. Lạc tạ y, tiên ra tay giúp đỡ. Không cần đa lễ. Đứng dậy đi. Kỳ lạ. Thật sự kỳ lạ. Dương thọ của con gái ngươi, hôm qua rõ ràng đã, hết rồi mới đúng. Nhất định là tên họ lục kia giờ trò. Chúng ta còn tôn xưng hắn là tiền bối. Cứ tưởng hắn đã chữa khỏi cổ độc cho Ngọc Nhi, ta phải đi tìm hắn tính sổ. Ngươi hiểu lầm hắn rồi, nếu không phải lục trầm dùng một tia đạo gận, cưỡng ép giữ lại mạng cho con gái ngươi, thì bây giờ cô ấy đã an nghỉ dưới suối vàng rồi. Vậy, vậy mà ra, ra lục trầm nó có lẽ thật sự có bản lĩnh biết chừng hắn thật sự có cách chữa cho sư phụ ta đã cưỡng ép dùng huyền long kim châm kéo dài nửa ngày mạng cho con gái người muốn triệt để loại bỏ cổ độc vẫn phải nhờ lục trầm lục trầm nó ở đâu ngoại ô kinh châu ngõ nhỏ trong một tiệm thuốc tên là vạn đạo các vạn đạo các cô nói là cô vô tình xông vào nhà ta rồi vô tình mượn phòng tắm nhà ta tắm rửa sau đó lại vô tình nằm trên cùng một giường với ta nếu không phải bản tọa vô tình bị sợi dây trói tiên này trói buộc ngươi nghĩ bản tọa thèm cái chỗ rách nát này chắc cái gì mà dây trói tiên chứ ta thấy câu rõ ràng là nhân lúc ta không có nhà lén lút lẻn vào đồ lang thang vạn đạo các hình như là chỗ này rồi nhưng nhìn cô cũng không giống người xấu. Đương nhiên rồi. À, cũng không phải người xấu. Chỉ cần cô hứa với ta, là không là hết, ta sẽ thả cô ra ngay, không phải người xấu. Ngươi trói bản tọa thành ra thế này, còn nói không phải người xấu. Bản tọa khuyên ngươi tốt nhất là thả ta ra ngay. Nếu không đợi bản tọa thoát ra được, nhất định sẽ vặn đầu ngươi xuống. Cũng đúng. Đây là cô ta tự tiện xông vào nhà. Nhưng ta không nói hai lời mà trói cô ta lại. Cũng khó mà giải thích với chú cảnh sát lỡ như cô ta vu oan ta. Cái này, ha ha, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Thường xem, mấy video thấy, người ta trói như vậy nên thành thói quen chói thôi. Nhưng, ta thật sự không phải người xấu đâu. Cô yên tâm, ta sẽ giao cô cho cảnh sát. Cảnh sát? Đồ dâm tặc nhà ngươi, chẳng lẽ định giao bản tọa cho chính đạo? Mấy lão già kia sao? Nếu là vậy, thì ngươi thà giết bản tọa, còn hơn. Nào, có giỏi thì giết bản tọa đi. Đừng, đừng kêu nữa. Nói linh tinh gì thế? Chẳng lẽ cô bị bệnh tâm thần? Lục trầm này rõ ràng đã có hôn ước với tiểu thư của ba đại gia tộc. Trong nhà vậy mà còn giấu phụ nữ. Vừa rồi ở nhà họ hứa ta còn nói giúp hắn. Lục trầm, mở cửa. Hỏng rồi. Chẳng lẽ chú cảnh sát tìm tới cửa rồi? Nếu để chú cảnh sát thấy ta trói người ta thành thế này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được. Ôi trời, chẳng lẽ chú cảnh sát in tới cửa rồi sao? Nếu để chú cảnh sát thấy ta trói người thành thế này, thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được. Cô nãi nãi, ta còn trẻ mà, ta còn chưa muốn ăn cơm tù. Cô hãy rủ lòng thương, đừng làm loạn nữa. Cô cứ như vậy. Đợi, ta tiễn vị chú này đi, sẽ ăn ngon uống say, hầu hạ cô. Rồi dùng kiệu tám người khiêng tiễn cô đi, được không? Nhìn bộ đồ này Chẳng lẽ là cảnh sát chìm Ngươi chính là lục trầm Phải là ta Không biết ngài là cảnh quan của đồn nào Đồn cảnh sát Ngươi muốn hỏi danh hiệu của ta phải không Diêm vương đưa thiếp canh tư lấy mạng Huyền Long Kim châm hộ mệnh đến canh chín Thế nhân gọi ta là Y tiên Gia Cát Tĩnh Sốc chứ, sốc là đúng rồi. Cho dù ngươi là người đứng đầu thiên đạo kim bạc, thì đã sao, về y thuật. Hỏi thử xem ai nghe danh hiệu y tiên của ta mà không dù sợ. Chưa từng nghe qua. Ngươi, ngươi chưa từng nghe qua. Trên địa bàn Kinh Châu chúng ta, có đồn cảnh sát nào tên như vậy sao? Sao ta chưa nghe bao giờ vậy? Lục Trầm, đừng tưởng ngươi có thể áp chế thôn thiên ma cổ, mà cho rằng y thuật của mình vô địch thiên hạ. Ta nói cho ngươi biết, với một tia đạo vận ngươi đưa vào người hứa ngọc kia, căn bản không đủ để loại bỏ cổ độc cho cô ta, ngược lại sẽ khiến cổ độc trong người cô ta phát tác sớm hơn. Đái gì? Ý cô là bệnh cảm của cô hứa lại tái phát à? Không thể nào. Chẳng lẽ bắt thuốc lúc nãy dược lực không đủ? Không đúng bác vương hàng xóm uống xong hôm sau đã khỏi rồi mà cảm cúm hương thiên ma cổ là kỳ độc đứng đầu thiên hạ ngươi lại chỉ coi nó như cảm cúm mà chữa thầy thuốc hành tẩu giang hồ chữa bệnh cứu người sao có thể đùa dỡ được cái gì mà cổ với độc chứ chẳng lẽ cô cũng bị sốt rồi à đừng hòng đánh chống làm ta hỏi ngươi ngươi dùng dược liệu gì cho cô ta à, chỉ là dược liệu mua ở đâu cũng có thôi mà cái bắt cô ta uống hết ta còn chưa kịp rửa ta phải xem thử Ngươi dùng thuốc gì để chống lại hương thiên ma cổ? Cành cây ngân táo vạn năm. Hạt sen tử kim đạo liên. Dâu sâm tạo hóa cổ sâm. Gọi mấy thứ này là dược liệu mua ở đâu cũng có được sao? Đồ nhi đoạn hưu kỳ, bài kiến sư phụ. Sư phụ, sao người lại ở đây? còn bị trói thành bộ dạng này. Sư phụ, sở thích của người vẫn độc đáo như vậy, chơi cũng ghê gớm thật. Nói ra thì dài dòng lắm, nơi này nguy hiểm vô cùng. Tu vi của con thấp kém, vào đây làm gì, mau rời khỏi đây. Sư phụ, người nói đùa gì vậy? Đây chẳng phải chỉ là cái tiệm thuốc tồi tàn sao. Đệ tử muốn vào, chẳng phải dễ như chờ bàn tay. Tên ngốc này, chắc là do tu vi cảnh giới của hắn quá thấp lại chưa ra tay với lục trầm, nên mới không kích hoạt cấm chế trong tiệm thuốc, nếu không thì bây giờ hắn đã tan xương nát thịt rồi. Sư phụ, con không giấu gì người. Con đến đây, là để giết chủ nhân tiệm thuốc này, lục trầm. Sư phụ, người và hắn, chắc không có quan hệ gì chứ. Con nói linh tinh gì vậy? Sao ta lại có quan hệ gì với loại người đó? Dây này, là ta trói chưa thôi con muốn giết lục trầm con điên rồi sao lục trầm này không phải nhân vật tầm thường với tu vi của con tuyệt đối không thể giết hắn được nghe lời ta mau rời khỏi đây thôi được rồi sư phụ dạo này con tu luyện có chút tiến bộ tu vi và cảnh giới tăng lên chỉ là một tên may mắn lừa được thiên đạo thôi mà con cũng có khả năng giết hắn trong một chiều tuyệt đối không thể con đừng làm chuyện ngu ngốc sư phụ cứ chơi trước đi Đợi con giết lục trầm xong, sẽ lại đến bái kiến người. Lô Nhi, con ngàn vạn lần đừng làm chuyện dại dột. Ngươi gọi mấy thứ này là dược liệu mua đâu cũng có à? Không thì sao? Đây chẳng phải chỉ là cành liễu, hạt sen, dâu nhân xâm sao. À đúng rồi, bên kia còn mấy túi nữa kìa. Mấy? Mấy túi? Ngươi rốt cuộc là ai? Tên này, rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể lấy ra nhiều. Thiên tài địa bảo như vậy. Đấy gì mà. Thiên tài địa bảo. Mấy thứ này đều là ta mua với giá 20 tệ 3 cân. Nhưng không đến mức gọi là thiên tài địa bảo chứ. Cô xem tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy. 20 tệ 3 cân. Mấy túi này. Được. Tên này chắc chắn là vì vừa nãy ta nói lời bất kính với hắn nên mới lấy mấy thứ thiên tài địa bảo này ra sỉ nhục ta, nhưng xem ra như vậy, hắn nói không chừng thật sự có năng lực chữa khỏi cho sư phụ, cứ nịnh hắn vài câu trước, xem tình hình thế nào. Lục Trầm nhận lấy cái chết đi. Đây, đây là long phụ trừ tiên trận, đây chính là trận pháp cấp chân tiên, ê nhóc này sao lại? Lạ thật. Vừa nãy rõ ràng nghe thấy tiếng người mà, còn tưởng có khách đến cửa. Làm ta mừng hụt. Bà chị, chị lại dở trò gì thế? Vâng, cô rắn. Ôi chao, ta thấy cô vinh vào hồng hách. Trời không sợ đất không sợ, không ngờ lại sợ rắn à. Sao không thấy tiếng động gì nữa? Không biết tên đồ đệ ngốc nghếch kia thế nào rồi. Mà thôi, với trí thông minh của nó, chắc là thoát được nạn thôi. đánh rắn phải đánh bảy tấc, giờ thì cô hết sợ rồi chứ? Anh mạn đánh bảy tấc là ý này sao? Thôi, việc chính quan trọng hơn, nếu hắn thật sự loại bỏ được ma căn cổ độc, thì chứng tỏ hắn có khả năng chữa khỏi cho sư phụ. Cứ thử hắn xem sao. Lục tiên sinh nói ngắn gọn thôi. Đi, ta dùng huyền long kim châm, cưỡng ép kéo dài mạng sống cho hứa ngọc nửa ngày. Nhưng mà cổ độc đã ăn sâu, ta bất lực rồi. Mau tiên sinh ra tay loại bỏ cổ độc cứu cô ấy một mạng. Lại nói mấy lời ta không hiểu rồi, thôi, thôi, dù sao cô ấy cũng coi như bệnh nhân của ta. Vì bệnh cảm của cô ấy chưa khỏi, nên đến tận nhà phục vụ cũng là điều nên làm, ấy ra, chỉ là không biết chi phí này. Với cảnh giới tu vi của hắn, cậu thêm cả căn phòng toàn thiên tài địa bảo này, tiền chắc chắn không thể lay chuyển hắn, hắn chắc là đang thăm dò ta. Nếu tiên sinh có thể chữa khỏi, dù tiên sinh muốn gì, Ta và nhà họ hứa sẽ dốc hết sức đáp ứng. Được, được. Cá lớn, cá lớn rồi. Không ngờ chữa bệnh cảm cho người giàu lại kiếm được nhiều tiền thế. Đã vậy. Người bệnh nguy kịch mong tiên sinh đi một chuyến. Nhi, y, y. Nghe cái gì mà. Cô cứ đợi ta ở cửa nhé. Ta ra ngay. Ngay đây. Nguy hiểm thật. Xích quên mất. Trong nhà còn trói một bà cô nữa. Hihi, hi, bà cô, ta có chút việc gấp phải ra ngoài. Để ta về, ta sẽ cởi trói cho cô ngay rồi đi tìm chú cảnh sát. Nãy ta thật sự không cố ý trói cô, cô rộng lượng đừng chấp nhặt với ta. Chắc là ngươi đã nghe được danh hiệu của Bổn tọa từ miệng Đồ Nhi của ta rồi. Thôi được. Vì ngươi đã hiểu chuyện như vậy, mau cởi trói cho Bổn tọa rồi đem hết thiên tài địa bảo ở đây tặng cho Bổn tọa. Bổn tọa sẽ không chấp nhặt với ngươi. Vâng, 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 dù sao tiệm thuốc của ta cũng toàn đồ rẻ tiền, ngài muốn gì cứ lấy. Chỉ là ta, trói chặt quá, trong thời gian ngắn cũng không cởi được. Ngài cứ ăn chút gì lót dạ trước đã, đừng khách sáo. Coi như, ngươi hiểu chuyện, đã vậy, thì bổn tọa sẽ không trách tội ngươi xỉ nhục ta. Trong bát là, món ngon gì vậy? đem lên cho bổn tọa đi. Vừa lúc này, bắt được con rắn. Nên ta vội làm bát, thái sử xà canh, Mời ngài nếm thử Ngươi nói Anh gì? Tanh rắn Nếu ngài chưa no Trong đồi còn Tên mặt dày này Chuyện người sống chết mặc bay Thời gian cấp bách như vậy Tình hình nguy cấp đến nơi rồi Hắn vậy mà còn muốn dây dưa với phụ nữ Cô, cô, bà cô, đừng kêu nữa nếu cô không thích ăn thì đợi ta về ta lại mời cô ăn ngon uống say cô kêu lên như vậy hàng xóm xung quanh con tưởng ta làm gì trong nhà lô nhi là ta không khuyên được con con nhất định phải nhớ kỹ khuôn mặt người này nếu con hóa thành oan hồn nhất định đừng tha cho hắn nhất định phải bám giết lấy hắn bà chị ta lại chọc giận cô chỗ nào nữa rồi thôi kệ vẫn là chữa bệnh quan trọng hơn dù sao cô ấy đói tự nhiên sẽ ăn bà cô cô rộng lượng đừng làm loạn nha đợi ta về ta sẽ dẫn cô đi ăn, đợi ta đấy, đợi ta đấy, đợi ta đấy. Lục trầm, ngày nào đó, bổn tọa nhất định lột ra rút gần người, nấu một nồi canh người. Lô Nhi, đồ nhi của ta. Ồ, Lục tiên sinh, xong việc rồi à? Xong rồi, xong rồi, cho khỏe mạnh thế kia mà. Thời gian lại ngắn ngủi thế, không phải anh y thuật cao siêu sao. Sao không tự bồi bổ cho mình đi? Hai Z. Ta không cần bồi bổ. Cô mới là người trong sắc mặt kém đấy. Nếu cô muốn bồi bổ, thì vào nhà với ta. Ai thèm vào nhà với anh? Đi theo ta. Đợi cứu người xong, ta sẽ xử lý dâm tặc nhà anh. Lão già, chết tiệt này. Năm đó ông nói là, hứa cho ba đứa con gái đó một mối nhân duyên trời ban. Còn nói ba mối nhân duyên này đủ để ba gia tộc chúng ta gà chó lên trời. Kết quả thì sao? Đến tận bây giờ, ta chẳng thấy lợi ích gì cả. Ông không phải đang lừa ta đấy chứ. Theo như ông nói, thiên phú tuyệt thế của ba đứa con gái đó, tốc độ tu luyện gần như yêu nghiệt, đều là do tự bản thân các cô ấy có được chẳng phải vậy sao? Sao chỉ có ba đứa con gái các cô về? Lục Trầm đâu? Họ chính là thiên kim tiểu thư của ba đại gia tộc. Quả nhiên là mỹ lệ tuyệt trần. Mỗi người một vẻ. Lục Trầm à Lục Trầm, ta cũng hơi ghen tị với con ấy. Long lão, lão già này, không phải chính là người mà ông nói, năm xưa nhất quyết bắt chúng ta đính hôn với Lục Trầm sao? Vô lễ. Lão già gì chứ? Sau này các cô đều phải gọi ta là ông nội các cô nhớ kỹ ta họ lục tên lục kiến bình là ông nội của lục trầm vừa rồi ông nói thiên phú của ba chúng ta và thành tựu bây giờ đều là nhờ lục trầm ban tặng đúng vậy lục trầm vâng mệnh trời xuống hạ giới tu luyện độ kiếp đây vốn là thiên cơ ta mạo hiểm tiết lộ thiên cơ để các cô đính hôn với nó các cô mới có thể hưởng phúc phần của lục trầm nhưng đồng thời cũng phải gánh chịu số phận tương ứng. Cô giỏi dùng kiếm nên sẽ trở thành kiếm thị của lục trầm. Cô mang mệnh lao phượng nên sẽ trở thành ti mệnh của lục trầm. Vô thiên sinh đạo thể nên sẽ trở thành người thắp đèn cho lục trầm. Vậy chúng ta đều sẽ trở thành tí nữ hầu hạ Lục Trầm. Chính xác. Chỉ vậy thôi. Đây là phúc phần bao nhiêu người cầu còn không được. Ra là vậy. Thảo nào ba đại gia tộc chúng ta lại đồng thời xuất hiện ba nhân tài, làm chấn động thiên hạ. Hóa ra đều là công lao của Lục Trầm, như lão già này kín miệng thật. Vẫn không chịu nói Lục Trầm rốt cuộc là thần thánh phương nào, cái này Đây là sao chứ? Vậy ra chúng ta thành tựu có được sau bao năm khổ luyện đều là nhờ lục trầm ban tặng ta không chấp nhận được không chấp nhận không chấp nhận được các cô mới 20 tuổi đã đạt tới cảnh giới mà người tu hành trên đời mấy trăm thậm chí nghìn năm cũng không thể đạt tới đây chẳng phải là điều các cô hàng mong ước sao nếu các cô không muốn cơ duyên này cứ tìm lục trầm hủy hôn là được nhưng các cô nỡ sao Lời của Lục lão, chúng ta đã biết, nhưng ba chúng ta đều có lòng tự trọng của mình, bảo chúng ta dùng mọi thủ đoạn tranh giành Lục Trầm thì được, nhưng bảo chúng ta phủ nhận công sức bao năm qua. Xin thứ lỗi chúng ta không làm được, đúng vậy. Còn việc có hủy hôn với Lục Trầm hay không, chúng ta sẽ suy nghĩ kỹ. Chúng ta xin phép. Ba đứa nhỏ này cũng thú vị đấy. Hai đại gia, tộc các ngươi cũng coi như có phúc. Có ba đứa chúng nó không lo không thịnh vượng. Hồng Diệp cô nghĩ sao? chẳng lẽ chúng ta cam chịu số phận làm nô tỳ cho Lục Trầm sao? Giải chuông còn phải tìm người buộc chuông. Nếu thật sự như ông ta nói, muốn thoát khỏi sự sắp đặt của số phận vẫn phải bắt đầu từ Lục Trầm. Đi tìm hắn ta. Mọi người đang làm gì vậy? Gia chủ nhà cô đâu? Tiểu thư vừa mới qua đời. Gia chủ đang ở trong đó trông coi. Thi thể tiểu thư đâu? Ái gì? Người đâu mất rồi? Đi. Lục Trâm. Anh có phải đàn ông không? Hứa Ngọc dù sao cũng là bệnh nhân của anh. Bây giờ cô ấy còn một tia hy vọng. Anh còn chưa nhìn một cái. Đã bỏ cuộc rồi. Bà chị, người ta đã chết rồi còn cứu gì nữa. Bây giờ, ta xuất hiện trước mặt bố cô ta. Người ta còn chôn sống ta mất. Giờ mới biết sợ à. Nếu lúc nãy trước khi đi, anh không mải mê với người tình, thì có bỏ lỡ thời cơ cứu, cứu người không? Ta cảnh cáo anh. Cô ta uống thuốc của anh mới chết đấy. Dù anh có cứu được hay không, anh cũng phải thử đi. Đấy này, cô ta nói cũng có lý. Dù sao, cũng là thuốc ta kể. Vậy thì xem thử. Đi. Ta xin hai người, cứu con gái ta với, ta xin hai người, ta quỳ xuống xin hai người, hứa gia chủ, yên tâm, chỉ cần còn một tia hy vọng, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức. Được, được, ngươi cùng vọng. Ta hành y mấy chục năm, cũng bó tay với bệnh tình của Hứa tiểu thư, bây giờ, Hứa tiểu thư đã qua đời, ngươi còn có cách nào? Hứa gia chủ, ta thấy hai người này là lang băm, không thể tin được. Lý lão, đừng vô lễ. Vị này chính là y tiên, tiểu thư gia Ca Tĩnh. Y tiên cô chính là y đạo thánh thủ. Kim Trâm tế thế, y tiên gia ca tĩnh. Ôi chào! Không biết là y tiên giá lâm, ta có đắc tội. Mong, thứ lỗi. Thứ lỗi. Cổ độc đã lan khắp người. Không còn sinh khí. Dương thọ đã hết. Hứa tiểu thư bây giờ, trừ khi tiên nhân giáng trần. Nếu không, không ai có thể cứu được. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi của ta. Vậy mà cô còn bảo ta để cứu, cô muốn hại chết ta à? Lục trầm che giấu thực lực bao năm, nếu không phải vô tình bị thiên đạo kim bảng vạch trần, không biết còn giấu đến bao giờ. Hắn ta che giấu thực lực, như vậy, e rằng là định một bước lên trời, khiến người ta kinh ngạc. Ta muốn xem, hắn còn bao nhiêu thủ đoạn. Đến cả y tiên, cũng nói bó tay. Xem ra, trên đời này, thật sự không ai cứu được hứa tiểu thư nữa rồi. Nhưng cũng đừng nói trước bước không qua. Dù sao lục tiên sinh, còn chưa ra tay mà. Lục tiên sinh, ai đấy, là hắn. Này, nhóc, ngươi, ngươi là ai? Ta, ta, ta chỉ là ông chủ tiệm thuốc. Bà chị, bệnh cảm sốt vặt, thì có thể ta chữa được. Nhưng giờ người ta đã chết rồi, ta còn chữa cái gì nữa? Vậy là, anh không muốn chữa ta nghe nói, nếu ai cứu được hứa tiểu thư, hứa gia chủ sẽ trả giá cao. Đúng, 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 lục tiên sinh. Xin ngài ra tay cứu Ngọc Nhi. Ta nguyện dân, 10 triệu. À không, 100 triệu làm thù lao. Không phải ta không muốn cứu. Vấn đề là, người ta đã sắp đến giai đoạn nhập thổ rồi. Ta cứu kiểu gì? Ta đâu phải thần tiên. Ta muốn xem bộ dạng phế vật của ngươi diễn được đến bao giờ ngươi cứ ra tay, dù ngươi không cứu được, ta cũng có thể bảo đảm ngươi nhận được thù lao. Đây là cô nói đấy. Đồ đàn bà xấu xa này, không đúng, chắc chắn có trá. Lỡ như, ta không cứu được mà vẫn lấy tiền. Người ta kiện ta tội lừa đảo thì sao? Không được, vẫn là cô đi chữa đi. Ta kiếm chút cháo là đủ rồi. Vậy thì... Chia 5 năm. Đủ nhân đạo rồi chứ sáu bốn cũng có thể thương lượng. Cô định chia bảy ba? À? Tham quá rồi đấy. Hay là tám hai? Cô không có nhân tính à? Chẳng lẽ cô muốn chín một? Vậy ta thả tự mình ra tay. Đây là anh tự nói đấy. Ta có ép anh đâu? Hứa gia chủ, lục tiên sinh đồng ý ra tay rồi. Cảm ơn lục tiên sinh đã ra tay. Cảm ơn lục tiên sinh đã ra tay. Đã ra tay. Lần này khó mà xuống đài rồi. Đây là lần đầu tiên ta chữa bệnh cho người chết. Người ta chết cứng ngắc rồi, còn chữa cái nỗi gì? Chữa thế nào? Thầy thuốc trên đời mỗi người một cách. Ví dụ như ta, dùng Huyền Long kim châm chữa bệnh cứu người. Trước đây anh chữa kiểu gì thì bây giờ cứ chữa như vậy. Ta đã nói rồi mà. Tên nhóc này bụng rỗng không có học, đối với y đạo hoàn toàn mù mờ, không biết dùng tà thuật gì. Lừa gạt y tiên, bây giờ lại muốn lừa hứa gia chủ. Nếu hắn ta cứu được hứa tiểu thư, ta sẽ rút lui khỏi y giới. Nhanh chóng ra tay đi. Ngươi, tên nhóc này, muốn làm gì thi thể của hứa tiểu thư? Tên nhóc nhà ngươi, muốn làm gì thi hài của hứa tiểu thư? Ôi chào, y tiên, ngài đây là, thông với thiên môn, xuống tới địa phủ, nằm giữ âm dương, quyết định sống chết. Đây chính là thủ pháp chân chính của tiên gia, tên nhóc này rốt cuộc còn gì nữa, mà ta không biết. Không được động vào, nếu cắt đứt sự truyền dẫn đạo vận, cô ấy sẽ thực sự chết, đạo vận. Đây lại là đạo vận, chỉ có ở tiên môn đạo tổ mới có, trong cơ thể lục tiên sinh lại có thần thông như vậy, thảo nào lại đứng đầu kim bảng. Ngọc Nhi được cứu rồi, Ngọc Nhi được cứu rồi. thiên lôi treo lơ lửng mà không giáng xuống thiên đạo lại sợ tên nhóc này nên không dám đánh xuống cùng hắn ta lục trầm Để bổn tọa cởi bỏ trói buộc này nhất định sẽ băm vằm ngươi thành muôn mảnh ngươi là ai không đúng khi tức hùng hậu này của ngươi ngươi rốt cục vào bằng cách nào đúng vậy đạo vận nồng đậm này thực sự là của hắn ta cửu mệnh yêu miêu hóa hình kỳ đúng là ham chơi quên nhiệm vụ giai đoạn mấu chốt của độ kiếp lục trầm vậy mà còn tâm trạng ngươi thú cưng ngươi nói gì vậy bổn tọa là cửu mệnh yêu miêu tri tôn yêu giới từ bao giờ thành thú cưng của lục trầm nếu không phải bị trói bằng tiên thằng này ngươi xem bổn tọa có giết ngươi không trên sợi dây này có phong ấn của lục trầm ngay cả ta cũng phải mất hai ba ngày mới có thể phá giải ngươi lại có thể dễ dàng phá giải như vậy ngươi rốt cuộc là ai một người muốn giết lục trầm hắn ta đang ở đâu xem ra kẻ thù của lục trầm cũng không ít người này có thể không làm kinh động đến trận pháp trong phòng và cấm chế dễ dàng phá giải phong ấn của lục trầm nói không chừng tu vi còn cao hơn hắn ta sao không mượn đao giết người chờ hắn ta chết đồ ở đây đều là của ta rồi Hứa ra. Hắn ta ở Kinh Châu. Hứa ra. Lục Trầm. Ngươi chết chắc rồi. Ôi chào, bà chị. Ta nói cô có thể nhẹ tay chút được không? Ta còn định. Cái đầu nhỏ, thông minh, này còn đang dùng để ăn cơm đấy. Yên miệng. Yên lặng chút. Y tiên. Ngọc như thế nào rồi? Kỳ lạ thật. Kỳ lạ thật. Lẽ ra, thiên lôi đã giáng xuống, kiếp nạn đã qua. Địa phủ, khỏi trả lại hồn phách người này lẽ ra cũng phải sống lại mạch tượng này sao không có động tĩnh gì ta đã biết tên nhóc này là lang băm rồi hắn ta lợi dụng hứa gia chủ tỏ vẻ nhớ thương hứa tiểu thư để lừa tiền thì thôi đi Con bất kính với thi hài hứa tiểu thư nhiều lần thật là nỗi nhục của giới y học chúng ta rốt cuộc là chuyện gì vậy ngươi rõ ràng đã truyền nhiều đạo vận vào cơ thể hứa ngọc rồi dù đã chết ba ngày cũng phải sống lại chứ bà chị cô đang nghĩ gì vậy người ta đã chết rồi làm sao mà sống lại được cô thật sự nghĩ chỉ cần hôn hít sờ mó là ta có thể làm người ta sống lại à cô thật sự coi ta là thần tiên sao lục trâm đây là mạng người dù anh muốn giấu thân phận cũng không thể thấy chết mà không cứu ta không biết cô đang nói gì ta đã nói là ta không chữa ta không chữa cô cứ bắt ta chữa cô còn bắt ta hôn người ta nữa ta nói cho cô biết đây là bất kính với người chết cô không thấy vừa rồi sấm sét muốn đánh ta sao lục trâm nếu anh còn chút lương tâm thì hãy cứu hướng học chứ đừng ở đây lằng nhằng với ta làm sao ta cứu được ta đã hô rồi cũng sờ rồi chẳng lẽ ta cứ nắm tay cô ấy như vậy nói sống lại là cô ấy sẽ sống lại à Anh... cha cha cũng chết rồi à lừa 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 rồi ngọc nhi con tỉnh rồi thật sự sống lại rồi. đây quả thật là cải tử hòa sinh, hô cốt sinh nụ, đây mới là thủ đoạn thần tiên thực sự. chắc. lục tiền bối. y tiên. còn có lý lão. mọi người. chẳng lẽ là ta thật sự hứa tiểu thư, cô thật sự sống lại rồi. hơn nữa còn có dấu hiệu kéo dài tuổi thọ, cô cảm thấy thế nào? ta cảm thấy cơ thể mình đạt trạng thái đỉnh phong chưa từng có, không chỉ cổ độc trong cơ thể biến mất, mà cảnh giới cũng đã bước vào nguyên anh cảnh. Cảm ơn, không phải ta cứu cô, mà là lục trầm, lục tiền bối, là ta có mắt như ngủ, không biết thái sơn, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, lỗi của ta. lục tiền bối chỉ xin ngài dù lòng thương xót lão hủ nhận ta làm đồ đệ truyền thụ cho ta một chiêu nửa thức cứu đời ta nguyện dâng lên tất cả tài sản ngài đồng ý với ta ngài đồng ý với ta đi lục trầm đến nước này anh muốn giấu cũng không giấu được nữa chuyện này không khoa học không khoa học chẳng lẽ là lục trầm cuối cùng anh cũng không giả vờ nữa cuối cùng cũng chịu thừa nhận với mọi người thân phận siêu phàm thoát tục của mình rồi à Chẳng lẽ là, nói ra, nói ra đi. Chẳng lẽ là. Cô ấy trước đó là giả chết, Lục Trầm, anh định giả vờ đến bao giờ? Đạo vận vô cùng vô tận trong cơ thể anh và thủ pháp cải tử hoàn sinh, rõ ràng là thủ đoạn của tiên gia, tại sao anh không chịu thừa nhận? Bà chị, sao cô lại nói những lời mà ta không hiểu? Nếu ta là thần tiên thì ta còn nghèo kiết xác như vậy sao, suýt quên mất. Lục Tiên bối đối với thực lực của mình vẫn chưa biết gì xem ra muốn ngài ấy trở thành trợ lực cho hứa ra ta phải lợi dụng điểm này thật tốt này y tiên cẩn thận lời nói lục tiền bối làm người khiêm tốn nếu không phải kim bảng tiết lộ e rằng chúng ta cả đời cũng không thể quen biết người như vậy nếu chọc giận lục tiền bối rước họa vào thân thảo nào lục trầm không dám thừa nhận mình vô địch thiên hạ hóa ra là không muốn gây chú ý cảm ơn hứa tiểu thư đã nhắc nhở nếu không dược vương cốc chúng ta e rằng sẽ bị diệt môn rồi. Này, y tiên khách sáo rồi. Vậy nên, bây giờ chúng ta phải phối hợp thật tốt với lục tiền bối, giúp ngài ấy giấu kín thân phận. Nhìn hai người, đàn bà xấu xa này cười nói vui vẻ. Chắc chắn đang nghĩ cách hại ta. Không được, ta phải trốn thôi. Nghe nói, thật ra người ta đã sống lại rồi, không có việc gì nữa thì ta đi trước nhé. Này, lục tiền bối, thật không giấu gì, hứa ngọc còn có việc muốn nhờ. Sao? Sao lại còn việc của ta nữa? sao sao lại còn việc của ta nữa trước khi ta xuất cốc tương thế của sư phụ ngày càng nghiêm trọng nếu bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất e là đến lúc đó dù là đại la kim tiên cũng bó tay phải giữ anh ta lại anh có ngốc không vậy anh quản cô ấy có giả chết hay không bây giờ anh đã chữa khỏi cho cô ấy rồi tiền hứa cho anh vẫn chưa đưa mà à, đúng rồi hứa tiểu thư bây giờ cô đã khỏi bệnh rồi chi phí này à đúng đúng đúng, đúng. Lục tiền, bối có ơn tái tạo với ta. Chi phí này, tất nhiên không thể thiếu của anh. Lục tiền bối, đây là số tiền đã hứa trước đó. Một tỷ. Một tỷ. một tỷ, một tỷ, một tỷ, ta giàu to rồi. Lục tiền bối, thẻ này bị đóng băng rồi. Nếu lục tiền bối không chê, thì cùng ta đi mở khóa nhé. Đóng băng rồi. Đúng, đúng, đúng. Bị đóng băng rồi. Đúng không? Ôi chao, anh đã tốn bao nhiêu công sức, cư sống cô ấy rồi thì anh không thể nào lấy cái thẻ bị đóng băng này về chứ. Vậy, vậy thì được rồi. Có lục tiền bối trần giữ, chắc chắn dù triệu gia có đến, cũng không đáng sợ. Hứa tiểu thư, triệu minh kiệt ta đến cứu cô đây. Trời ơi, sao ngươi còn sống? Sao ngươi còn sống? Sao cơ, ta nghèo thì ta đáng chết à? Lời nói của hai người cũng quá khó nghe rồi đấy chuyện gì vậy? đã có đoạn tiền bối ra tay, sao lục trầm còn sống? chẳng lẽ đoạn tiền bối thất bại rồi? vớ vẩn. đoạn tiền bối tu vi cao thâm. lại sư thừa cửu mệnh yêu miêu bối cảnh kinh người. chỉ bằng hắn ta, kẻ dựa vào thủ đoạn bỉ ổi mới leo lên được vị trí đứng đầu, làm sao có thể? có lý. việc cấp bách bây giờ là chúng ta phải chiếm lấy hứa ra. như vậy mới giữ vững được vị trí đệ nhất thế gia ở kinh châu của triệu gia chúng ta. trời ạ, sao ngươi cũng còn sống? Sao hả, thầy Hướng Ngọc ta bình an vô sự đứng ở đây. Hai vị rất thất vọng à? Không thể nào, ngươi đáng lẽ phải bị cổ độc Hương Thiên Ma cổ phản phệ đau đớn đến chết chứ? Sao các ngươi biết chuyện Hương Thiên Ma cổ? Chẳng lẽ cổ độc này là do các ngươi hạ? Thảo nào ngươi hiểu rõ cổ độc này như vậy, hóa ra là các ngươi dở trò quỷ khi đã bị các ngươi phát hiện, thì chúng ta không cần phải giả vờ nữa, đúng vậy. Ma cổ đó đúng là do chúng ta hạ, nhưng bây giờ các ngươi biết rồi. Thì có thể làm gì? Ngư ra, các ngươi, bây giờ đã bị ta bao vây rồi. Hôm nay, các ngươi khó thoát. Lúc trước đến đây, chưa từng quan sát kỹ tiệm thuốc này. Bây giờ nhìn kỹ, xung quanh nó không chỉ được bố trí trình tề, các loại trận pháp cấp chân tiên, mà còn bao phủ bởi đạo vận vô tận. Lục Trầm kia lại thật sự sống ở nơi này. Xem ra, Lục Kiến Bình nói không sai thân phận của lục trầm quả thực không tầm thường nhưng mà khi kim bảng công bố hắn là đệ nhất thiên đạo lại không giáng xuống ban phúc đây cũng là sự thật chẳng lẽ thiên đạo thật sự sợ lục trầm nên không dám giới phạm thượng giáng xuống ban phúc nếu thật sự là như vậy e rằng dù lục trầm có phi thăng tiên giới cũng là nhân vật đứng đầu kim tự tháp nghĩ nhiều cũng vô ích muốn thao chung phải tìm người buộc chuông bây giờ chúng ta muốn thoát khỏi sự ràng buộc của số phận chỉ có thể trông chờ vào lục trầm ra tay Các ngươi khó thoát, không nói hai lời đã muốn vào hứa ra. Các ngươi có hỏi, ta có đồng ý hay không? Chỉ là một triệu gia kinh châu nho nhỏ, thật sự cho rằng có thể đè ép dược vương cốc ta sao? Đây chính là y tiên của dược vương cốc. Gia cát tính ạ, à, vừa hay xong hỉ lâm môn, ngươi và hứa ngọc. Bản thiếu gia đều muốn, ngươi, ngươi cái gì? Các thế gia khác sợ dược vương cốc các ngươi, triệu gia, ta không sợ. Ngọc bội ấm áp. Chẳng lẽ thương thế của sư phụ ta cũng là do các ngươi gây ra? <laughs> đúng vậy, thư thế của lão già gia cát chính là do bản tọa gây ra. đoạn tiền bối là ngày sao? đoạn tiền bối là ngày sao? đoạn tiền bối xem ra hai người này nhận nhầm ta với người khác rồi. thôi được, cảnh giới của lục trầm hiện giờ chưa rõ, ta cứ thuận nước đẩy thuyền, mượn bọn họ dò xét hư thực. ta đã nói với tu vi của đoạn tiền bối, sao có thể giải quyết một lục trầm mà lại tốn sức như vậy? hóa ra là đi giải quyết chuyện khác trước. Đúng vậy, tuy hôm nay có nhiều biến cố, nhưng chỉ cần có đoạn tiền bối ở đây, các ngươi đều chỉ có thể trở thành cá nằm trên thớt. Để mặc chúng ta sâu xé. Mọi người cẩn thận, tu vi, người này rất cao, thâm, e rằng vượt xa chúng ta, hứa tiểu thư. Ta đến hứa ra, là vì muốn cứu cô, cô nhất định phải bảo vệ ta, lục tiền bối yên tâm, hứa ra chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, giúp ngài một tay. Vậy thì tốt. Này, hoan đã, sao lại là các ngươi giúp ta một tay, Chẳng lẽ các ngươi nghĩ một phàm nhân như ta lại có bản lĩnh gì sao? Ngươi định bỏ mặc chúng ta sao? Lục trầm à lục trầm. Ngươi thật khiến bản tọa phải vất vả tìm kiếm. Ngươi biết ta, cũng phải. Ngươi bây giờ vẫn chưa thức tỉnh. Thôi được. Chỉ cần bản tọa chém giết ngươi ngay tại đây. Thì mọi chuyện sẽ kết thúc được. Họ lục kia. Ta nói cho ngươi biết đoạn tiền bối là siêu cường giả sư thừa cửu mệnh, yêu miêu. Hôm nay có ngài ấy ở đây, ngươi chắc chắn phải chết. Sư thừa cửu, mệnh yêu miêu chẳng lẽ là trí tôn của yêu giới là người đứng đầu trong số những đại yêu hóa hình hắn ta lại có bối cảnh như vậy lần này phiền phức rồi ta khuyên các ngươi nên nhanh chóng đầu hàng đoạn tiền bối chỉ muốn lấy mạng họ lục kia thôi những người còn lại chỉ cần chịu quỳ gối dưới chân triệu gia ta vẫn còn một con đường sống hứa ngọc bản thiếu gia vốn thương hoa tiếc ngọc nên mới cầu xin đoạn tiền bối lấy miếng ngọc bụi sưởi ấm này để giải độc cho cô nhưng cô lại không biết điều không chỉ cấu kết với tên họ lục này mà còn tặng hắn cả viêm ma giới ngươi đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây triệu minh kiệt nếu không phải triệu ra các người tham lam muốn chiếm đoạt ngôi vị đệ nhất thế gia kinh châu còn hạ thôn thiên ma cổ lên người ta hứa ra ta sao lại rơi vào tình cảnh này ca lớn nuốt cá bé quy luật của thế gian kinh châu này không có chủ nhân quá lâu rồi đã đến lúc cần có người ra mặt quản lý làm chủ mọi việc Vậy, ta muốn xem xem các ngươi có bản lĩnh đó không? Sắp chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Đoạn tiền bối, mười ngày ra tay. Chén giết lục trầm. Triệt để. Dập tắt hy vọng của chúng, không cần ngươi nói. Bản tọa, cũng sẽ giết hắn. Ma khí, đây là ma khí đặc trưng của vực ngoại tà ma. Chẳng lẽ hắn ta là vực ngoại tà ma? Triệu gia, các ngươi thật to gan, dám câu kết với vực ngoại tà ma? Hứa, à, cô cũng quá ngây thơ rồi. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, hợp tác với ai, thì có gì khác nhau? Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn chống lại áp lực của bản tọa, thật là không biết tự lượng sức mình. Mọi người sao vậy? Sao trông vất vả thế? Ngươi... sao ngươi không sao? Thuyện, chuyện này sao có thể... Lục tiền bối. Ngài... Ngài không sao chứ? Ta đáng lẽ phải có chuyện gì sao? Sao trong mọi người đều rất vất vả vậy? Áp lực này e rằng ngay cả cảnh giới bán, tiên cũng không kém cạnh. Thậm chí có thể dễ dàng xé rách vị diện, đánh xuống hạ vị diện. Sao ngươi có thể không bị ảnh hưởng? Ảnh hưởng? <laughs> không thấy gì cả. Lục Trầm, không ngờ, tu vi của ngươi đã thức tỉnh đến mức này. Nếu vậy, bản tọa càng không thể lưu ngươi lại. Bản tọa lui đây, tê nghiệt xúc nhà ngươi, còn không mau đi. Lục Kiến Bình, lão già chết tiệt này sao lại đến đây? Hôm nay xem ra, Lục Trầm đã vượt qua được 89 phần đại kiếp. Hôm nay lại thấy Lục Kiến Bình có mặt. Việc giết Lục Trầm e rằng phải hoãn lại. Để có thể thành công trong một lần, ta cần phải chuẩn bị thêm. Lục Trầm, bản tọa sẽ quay lại tìm ngươi đến lúc đó, bản tọa nhất định sẽ giết ngươi. Người này có lai lịch gì vậy? Chỉ bằng một câu nói, đã dạ vực ngoại tà ma bỏ chạy, ông nội. Sao ông lại ở đây, ông nội? Ta nói này nhóc con, việc chính đáng thì không làm, đến lúc này rồi. Mà ngươi với đại tiểu thư của tam đại gia tộc vẫn chưa thành hôn nữa. Mau về với ông, ông đưa ngươi đi thành hôn đi. Hả? Đi. Ngọc Nhi à, Bây giờ triệu gia đã có vực ngoại tà ma làm chỗ dựa. Nếu lục tiền bối không chịu giúp hứa gia chúng ta, thì sau này e rằng, bố yên tâm, con sẽ tự mình đưa thiệp mời thiên đạo đại hội đến phủ của lục tiền bối. Nếu lục tiền bối không đồng ý, thì đó chính là số mệnh của hứa gia chúng ta. Bối cảnh của lục trầm này thật khó lường. Tu Vi lại cao thâm, sen ra, chỉ có thể đưa sư phụ đến thiên đạo đại hội, rồi mời ngài ấy ra tay cứu chữa sư phụ thôi. hay vị, ta còn việc quan trọng trong cốc, hẹn gặp lại. hóa ra ba con thần kinh kia là do ông dẫn đến à bảo sao tự nhiên lại có ba tờ hôn ước mà tiểu ra ta lại chẳng có chút ấn tượng nào tên nhấp này ông nội ta vất vả lắm mới tìm được cho ngươi ba đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương mà ngươi lại không cần tên nhấp này ta thấy ngươi mới là kẻ thần kinh ấy về nhà thôi ba người bọn họ có thể đang đợi ở cửa nhà đấy Đi. chết rồi suýt quên mất ở nhà còn trói một bà cô nếu bị ông nội nhìn thấy ta trói người ta thành ra như vậy thì ông ấy đánh ta chết mất ông nội ông đoán xem nếu đi bộ từ đây về nhà thì mất bao lâu sao ta biết được tên nhấp này chắc chắn lại đang dở trò gì đây ông nội lát nữa ông sẽ biết thôi tên nhấp này dám chơi xỏ ông nội ngươi để ông bắt được ngươi xem ta có đánh chết ngươi không Tên áo đen kia có đáng tin không vậy? Sao vẫn chưa giết lục trầm? Càng khôn long tượng trận. Lục trầm này lại dùng trận pháp cấp chân tiên để canh cửa. Thật là phung phí của trời. Chỉ cần vung tay là có thể lấy ra một trận pháp cấp chân tiên. Nhân vật như vậy, chúng ta có thật sự muốn từ bỏ hôn ước với hắn không? Nhưng, nếu chúng ta thật sự làm theo hôn ước, tuy sau này có thể phi thăng tiên giới, nhưng lại chỉ có thể làm nô tỳ cho lục trầm. Điều này, bảo sao, chúng ta chấp nhận được, hóa ra là ba người các cô. Tuy lục trầm rất đáng ghét, nhưng ở phàm giới cũng có thể xưng là vô địch rồi. Gả cho hắn làm nô tỳ thì đã sao? Các cô còn không biết có bao nhiêu người mong muốn được hầu hạ lục trầm đâu. Không được không được bản tọa tuyệt đối không thể nghĩ như vậy, tên ngốc đó. Làm sao xứng với bản tọa? Lục Trầm, trước đây chúng ta không biết về hôn ước với anh, lại còn có nguyên nhân như vậy, hôm nay đến đây chỉ để hủy hôn ước mà hậu quả chúng ta xin tự nguyện gánh chịu, cho dù là phải từ bỏ tất cả những gì đang có. Sao lại là ba người các cô đến nữa rồi? Bước bước xinh sen. Điểm báo phi thăng. Đây là điểm báo phi thăng tiên giới thật đáng sợ. Phải biết rằng trước đây, anh ta chưa từng nhận được thiên đạo ban phúc, vậy mà chỉ trong vài ngày tu vi lại tinh tiến, thậm chí còn xuất hiện điểm báo phi thăng tiên giới, bước bước sinh sen, tái gì cơ, bước a sen gì đó, hạ, a sen phải không? Ở nhà có rất nhiều, nếu các cô muốn, thì có rất nhiều, cứ tự nhiên lấy, lục trầm, trước đó là do chúng ta không hiểu chuyện, nên mới đề nghị hủy hôn với anh, còn làm nhục anh như vậy. Anh... Chuyện nhỏ như vậy, ta đã quên rồi, thôi được rồi, đừng đứng đây nữa, vào nhà uống trà đi. Này, ngươi muốn ăn đòn phải không? Không phải đã nói mời chúng ta vào nhà uống trà sao? Sao lại cản chúng ta? Ha ha. Cái đó, nhà hơi bừa bộn. Đã có ba đại mỹ nhân đến rồi. Ba vị đại mỹ nhân ta phải dọn dẹp một chút. Đợi ta, một chút nhé. Mọi người nhìn hắn kìa. Thôi nào rượu rượu, cao nhân có chút tật xấu cũng bình thường, chúng ta cứ đợi anh ta ở đây, chỉ là không biết anh ta có giúp chúng ta hay không. Sao ngươi lại cười chói ra được rồi? Ngươi không phải thích bị chói chơi sao? Lại đây chói ta đi, lại đây. Quả nhiên là tên háo sắc, chỉ cần ngươi dám nhào tới, bàn tọa liều mạng cũng phải cho ngươi tuyệt tự. Ngươi muốn cởi trói thì cởi đi, vứt lung tung ra đất làm gì, để ông nội về lại mắng ta, hả? Ngươi có phải đàn ông không vậy? Ngươi nói gì vậy? Tiểu gia ta chính là đàn ông chính hiệu chất lượng cao đấy, bản tọa vừa rồi đã, như vậy rồi mà. Mà ngươi lại không có chút phản ứng nào. Ngươi là thái giám à? Chắc chắn là vậy rồi, vớ vẩn. Chuyện lớn như vậy. Sao ngươi không nói sớm? Ngươi dám? Lục Trầm lão nương sẽ giết ngươi, lục trầm, lão nương sẽ giết ngươi. nhà lục trầm, sao lại có giọng phụ nữ? Long lão và ông nội hắn đều nói hắn độc thân mà, còn phải hỏi sao? chắc chắn là hắn ỉ mình tu vi cao thâm, cưỡng ép dân nữ rồi. nhưng tỷ tỷ, hay là chúng ta xông vào ngay bây giờ xử lý hắn tại chỗ luôn đi, chưa nói đến việc chúng ta có thể phá vỡ trận pháp cấp chân tiên này để vào trong hay không, cho dù có đến trước mặt hắn, người bị xử lý tại chỗ. Chưa chắc đã là ai đâu, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, chẳng lẽ không có cách nào để trị được lục trầm này sao, ta có thể trị hắn. Mệt chết ta rồi, tên nhóc này. Khiến lão già ta đã ngoài 50 còn phải chạy hơn trăm cây số về nhà. Nhà họ Hứa cũng vậy, nhất định phải chạy ra ngoại ô mua căn biệt thự này làm gì chứ, tên nhóc đó đâu? Ba cô, sao không vào trong? Tên nhóc đó đã bắt nạt các cô rồi. Nói với ông nội, ta sẽ làm chủ cho các cô. Chúng ta vừa nghe thấy, trong nhà ngoài giọng của lục trầm, còn có giọng phụ nữ, đái gì? Ta mới đi khỏi nhà bao lâu, đã học được cách giấu mỹ nhân rồi à? Thôi xong rồi, nếu ông nội ta phát hiện ta giấu phụ nữ trong phòng, thì ta tiêu đời rồi. Thật là thực lực đáng sợ, bị hắn tóm được. Bản tọa vậy mà không thể động đậy. Không chỉ vậy, bản tọa còn không thể điều động một chút linh lực nào trong cơ thể. Này, tên xấu xa nhà ngươi, ngươi lại muốn làm gì? Cô nương, đại sự mà, cô giúp ta với. Nếu ông nội ta biết ta giống một người phụ nữ, lạ trong phòng, thì ta tiêu đời ngươi. Ngươi ở ngoài cửa là ông nội của lục trầm. Tu vi chắc chắn chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn. Đến lúc đó nếu ông ta nhận ra yêu thân của bản tọa, e rằng sẽ bất lợi cho bản tọa. Giúp, ngươi cũng được, nhưng cái tay này của ngươi phải ngoan ngoãn cho ta. đừng buồn nữa, ông nội sẽ giúp các cô xả giận. Con chưa kết hôn, đã học được cách ngoại tình rồi, xem ta có đánh chết nó không? Ha ha, ông nội, ông về rồi, người phụ nữ kia đâu, người giấu cô ta ở đâu? Ông nội, ông nói gì vậy? Phụ nữ gì, linh tinh? Trong nhà chỉ có mình ta thôi, luôn chỉ có một mình ngươi thôi sao? Oh. Anh rắn à, à. Dạo này, cháu cũng vất vả rồi. Nào, ông nội bồi bổ cho cháu. Vâng, vâng, vâng. Cháu dèo cái gì? Sao lại khóc nữa rồi? Vì... Vì quá nhớ ông ạ. À. Thật sao? Nào, uống nhanh đi, uống đi. Vâng, để ta dùng tay. Cầm bát bắt đầu ăn. Ông nội, ông xem, dạo này cháu mệt quá, tay cũng không được linh hoạt, cái bát nên để bên trái một chút. Cửu Mệnh yêu miêu. Ta nhớ con rắn đen này, trước đây đã từng bái Cửu Mệnh yêu miêu làm sư phụ. Tên nhóc thối này còn muốn giấu ta, xem ông nội dạy dỗ cháu thế nào. Không ngờ, mới vài ngày không gặp, cháu đã học được cách nấu canh rắn rồi, hơn nữa lại còn là canh rắn đen nữa chứ chú sao lúc đó có một con rắn đen vào quán không nhúc nhít, ta thấy nó không phản kháng rồi ta chặt nó thành bảy khúc rồi hầm canh rắn luôn tê khốn nạn không bằng cầm thú đó là đồ đệ của bản tọa nếu không phải chúng gian kế sao lại hiện nguyên hình còn nằm bất động trên đất nay này này bây giờ ta bắt đầu uống canh đây bản tọa cho ngươi ăn ôi ôi ôi, cái này cái này, sao lại hát đầy mặt thế này? Phi phạm đồ ăn quá, ta không phải muốn bồi bổ trực tiếp sao? Bồi bổ thẳng vào não luôn à? Nhưng mà sao ta thấy thịt rắn này bị ra thế nhỉ? Rõ ràng là ông đã đâm đà nó, rồi mới chặt thành bảy khúc mà. Đái gì? Đâm đà? Ta không có mà. Lúc đó ta chỉ dẫm lên nó hai cái, dẫm cho nó ngất đi thôi. Không, không có gì đâu ông nội, bổ sung đầy đủ rồi, ta đi tập thể dục đây. Ông muốn lừa ta. Giấu mỹ nhân cũng được đi. Ngươi lại giấu, yêu quái mèo. Điêu nghiệt to gan. Ta nhìn ngươi đã thấy không phải người rồi. Đại uy thiên long. Trời ơi! Ông nội, tay ông mạnh quá đấy. Cửu mệnh yêu miêu. Cô, ta không phải là trí tôn yêu giới, không dễ dàng rời khỏi yêu giới sao. Sao lại xuất hiện ở đây? cửu mệnh yêu mưu gì chứ cô ấy chỉ là người vô gia cư thôi tình cờ đến nhà ta nhưng mà yên tâm đi ta chưa làm gì cô ấy cả chưa làm gì ngươi giết đầu đệ của bản tọa chạm vào người bản tọa hôm nay bản tọa sẽ tha cho ngươi ngay sau gặp lại bản tọa nhất định sẽ giết ngươi như kỹ bản tọa tên là giang trung nguyệt ôi trời ông nội rốt rốt cuộc là chuyện gì vậy sao một cái tát của ông lại có thể đập thủng tường vậy người phụ nữ kia cô 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 ta cô ta biến thành làn khói chạy mất rồi Vui vậy lục trầm vài chuyện đã đến lúc phải nói cho cháu biết rồi thật ra cháu là thật ra chúng ta là võ thuật thế gia đúng không lục trầm chẳng lẽ cháu chưa từng nghĩ những chuyện đã trải qua mấy ngày nay hơi bất thường sao hơi bất thường là sao ý của ông là lục trầm anh ta vẫn luôn không biết gì về thực lực của mình không ổn rồi chả trách tên này lại luôn nói những lời tức chết người lục trầm anh còn nhớ mấy hôm trước những bảng vàng gần như phủ kín cả bầu trời không đó chính là thiên đạo kim bảng mỗi tu sĩ trên thế gian này đều muốn được ghi danh trên nó chỉ cần có thể lưu danh trên bảng thiên đạo sẽ giáng xuống ban phước lợi ích vô cùng thiên đạo kim bảng chính xác và cháu chính là người đứng đầu tất cả các bảng vàng lần này là thiên hạ đệ nhất. Xứng đáng. Thiên đạo kim bảng gì chứ? Thiên hạ đệ nhất gì chứ? Mọi người đang nói gì vậy? Còn cả những trận pháp cấp chân tiên ở khắp nơi trong nhà cháu, đây đều là những thứ hiếm thấy trên trần gian, vật phẩm tiên giới. Hứa tiểu thư, cô đến đúng lúc lắm, cô mau nói với họ đi, những gì họ vừa nói đều là giả, đúng không? Xin lỗi lục tiền bối, là ta đã lừa anh. Hứa tiểu thư, ý cô là sao? Họ nói không sai. Anh chính là người đứng đầu thiên đạo kim bảng, cũng là thiên hạ đệ nhất xứng đáng. Đứng đầu kiếm đạo bảng, lục trầm. Không hiệu hồng mông kiếm tiên. Đứng đầu đạo thuật bảng, lục trầm. Không hiệu thiên huyền pháp tổ. Đứng đầu trận pháp bảng, lục trầm. Phong hiệu vô thượng đạo tôn. Đứng đầu thiên kiêu bảng, lục trầm. Không hiệu tuyệt thế thiên kiêu. cành cây vạn niên ngân táo thụ hà sen tử kim đạo liên dâu sâm tạo hóa cổ sâm gọi mấy thứ này là dược liệu mua được ở khắp nơi ý của cô là đều là thật sao ta không phải người thường mà là tu tiên giả đi rất không muốn thừa nhận nhưng tên này quả thực không chỉ là tu tiên giả mà còn là đỉnh cao của tu tiên giả Ý tiên nói cũng không sai, người kéo ta về từ quỷ môn qua cũng là anh. Vậy nên, ta từ lúc Thiên đạo kim bảng được công bố, ta đã là vô địch thiên hạ. Nổi danh khắp cửu châu rồi, đúng vậy, đến giờ ta mới hiểu, tại sao anh luôn tỏ vẻ ngốc nghếch. Hóa ra, anh lại không biết gì về thực lực của mình, hứa tiểu thư, cô thật sự đã lừa anh ấy không ít nha, thì ra là vậy. Sự việc đã đến nước này, về hôn ước của ba chúng ta, mong tiền bối giải đáp thêm nếu các cô muốn hủy hôn ước, rất dễ dàng, nhưng ta vẫn muốn nói câu đó. Các cô, thật sự cam tâm sao? Các cô, thật sự cam tâm sao? Lục tiền bối, ý ngài là sao? Nếu bắt ba chúng ta, từ bỏ nỗ lực suốt hai mươi mấy năm qua, thậm chí từ bỏ, thiên phú bẩm sinh. Đối với chúng ta mà nói, vô cùng nguy hiểm. Điều này thì có liên quan gì đến cam tâm hay không? Vì vậy, dù phải trả giá đắt đến đâu, chúng ta cũng nhất định hủy hôn cho dù sau này lục trầm có thành tựu cao đến đâu chúng ta cũng không thể chỉ cam chịu làm thị nữ ta đã nói rồi từ xưa đến nay duyên phận vốn do trời định còn cái gọi là thi phú hơn người bẩm sinh của các cô hoàn toàn là do có liên kết với lục trầm mà có được nói cách khác nếu các cô hủy hôn ước các cô sẽ mất tất cả ta nói thẳng cho các cô biết từ ngày các cô sinh ra long lão đã lần lượt dùng ngày tháng năm sinh của các cô ý tên lên hôn ước vì vậy các cô mới vừa sinh ra đã có thiên phú mà người khác mơ ước. Nếu như các cô muốn từ bỏ tất cả, bắt đầu tu luyện lại từ đầu, thì coi như ta chưa nói gì. Nhưng, nhưng chuyện như vậy, làm sao ta có thể chấp nhận được ta bắt đầu luyện kiếm từ năm tám tuổi, 18 tuổi, đã thành danh kiếm tiên, danh chân thiên hạ. Vậy mà giờ ngài lại nói với ta, tất cả chỉ là vì có hôn ước với lục trầm, ta cũng vậy. Ta mang huyết mạch, thần hoàng. Năm đấm mang hơi thở tổ long, sinh ra đã có long phượng chúc mừng. Chính vì vậy, nên ta mới kiêu ngạo cả đời còn ta thì sao thiên sinh đạo thể được đạo môn coi là thiên tài trăm năm có một bất kỳ trận pháp nào trong tay ta cũng dễ như đồ chơi trẻ con nhưng bây giờ ta đồng ý ta đồng ý hủy hôn với các cô ta đồng ý hủy hôn với các cô lục tiền bối ngài hôn ước này vốn không phải do ta tự nguyện trước đây ta cũng không hề biết vì vậy ta đồng ý hủy hôn với các cô chúng ta biết chuyện đến nước này cũng không còn do chúng ta quyết định nữa muốn nội vương nguyện phải chịu được sức nặng của nó, chúng ta vẫn hiểu. Lục Trầm. Cắt đứt dây tơ hồng, mọi chuyện sẽ kết thúc, ta đồng ý hủy hôn với các cô, là vì ta muốn ủng hộ các cô chống lại số phận, nhưng ta không muốn các cô từ bỏ tất cả những gì đang có. Lão già, ông chắc chắn có cách đúng không? Đúng vậy quả thực có. Vừa có thể phá vỡ xiềng xích số phận, vừa có thể giữ lại mọi thứ, nhưng ta nghĩ cách này đối với các cô còn đau đớn hơn việc mất đi. Tất cả những gì đang có rất nhiều, Tiên Bối cứ nói chỉ cần có cách chúng ta đều nguyện ý thử chỉ cần có cách chúng ta đều nguyện ý thử đây là các cô nói đấy nào 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 ta nói cho các cô biết thật ra rất dễ dàng chỉ cần các cô cắt đứt dây tơ hồng hiện tại đứt liên kết rồi thật lòng yêu lục trầm là được ông nói gì ta không đồng ý gái đây là cái phương pháp cho má gì vậy muốn ta thích tên đa tình này cho dù thế giới diệt vong cũng tuyệt đối không thể này 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 cô nói ai là tên đa tình hả tiểu gia ta là chiến sĩ tình yêu thuần khiết chính hiệu được rồi ứ ừ. chiến sĩ tình yêu thuần khiết chiến sĩ tình yêu thuần khiết nhà ai lại mang theo ba hôn ước còn dây dư không rõ với hứa tiểu thư còn có cả cái gì cửu mệnh yêu miêu y tiên này nhóc con một tay ta sắp đếm không hết rồi cô ô xem ra đúng là bị miểu miểu nói chúng rồi đồ đa tình ta thấy nó chính là còn muốn ta thích, hắn ta nữa chứ. Mơ đi. Các cô cũng đừng quá lạc quan, nếu lúc trầm chẳng may chết. Các cô cũng không thoát khỏi số phận, số phận. Tiền bối nói đủ rồi, với tu vi của lục tiền bối, chỉ cần tiên nhân không xuống trần, thì ai có thể làm lục tiền bối bị thương chứ? Đúng vậy, ta không phải là bất khả chiến bại như các cô nói sao, không? Vẫn còn một người, có thể giết con. Ông nói là, người áo đen hôn đó sao? Đúng vậy, các cô chỉ biết, tu vi và cảnh giới bất khả chiến bại của lục trầm. Nếu biết lai lịch thực sự của cậu ấy, các cô sẽ phát hiện, ngay cả tiên nhân trên trời, cũng không địch lại một chiêu của cậu ấy. Đái gì? Ngay cả tiên nhân trên trời, cũng không thể so sánh với lục tiền bối. Chẳng lẽ lục tiền bối là người trong truyền thuyết, cảnh giới đạo tổ, có thể khống chế một loại pháp tắc chính xác. Lục trầm, con vốn là và giới đạo tổ của tiên giới truyền thế, xuống hạ giới lần này chỉ để vượt qua kiếp nạn cuối cùng chỉ cần con có thể vượt qua kiếp nạn này con sẽ hóa thân thành thiên đạo không chế thiên điện nắm giữ vạn ngàn pháp tắc chẳng lẽ kiếp nạn này là hồng trần kiếp? đúng cũng không đúng các cô đã từng nghe nói đến trảm tam hộ chưa bi pháp tu luyện đỉnh cấp của tiên gia đạt đến mức tối cao trong cơ thể người tu luyện sẽ sinh ra thượng trung hạ tam hộ còn con hai lần luân hồi đã chẳng trung và hạ hộ hiện tại chỉ còn lại thượng hộ người áo đen hôm đó chính là thượng hộ của con chạm được tam hộ, tức là chứng được kim tiên. Thì ra là vậy, vậy ta phải làm sao mới có thể tìm được thượng hộ này? Không biết ngày mai ở thiên đạo đại hội, liệu có manh mối về thượng hộ không? Hy vọng là vậy. Chỉ có thể thử vận may thôi. Đa tạ đoạn tiền bối, ra tay cứu giúp. Chỉ là, ta không hiểu lắm. Vừa rồi, tại sao ngài không ra tay, giết chết tên lục trầm đó, tại chỗ, ý đồ của bổn tọa, cũng là thứ mà lũ kiến hôi các ngươi có thể hiểu được. Ừ, đúng đúng đúng. Đoạn tiền bối, ngài dạy bảo đúng lắm, nhưng từ nay về sau, các ngươi không cần gọi ta là đoạn tiền bối nữa. Bổn tọa có pháp hiệu riêng. Pháp hiệu của bổn tọa. Thượng hộ tôn giả. Thượng hộ tôn giả. Ngươi ngươi ngươi, khuôn mặt của ngươi, ngươi muốn nói là khuôn mặt bổn tọa giống lục trầm đúng không? với thân phận kiến hôi của các ngươi cũng xứng để bổn tọa giải thích với các ngươi sau tại hạ mạo muội tô giả ngài và lục trầm vô lễ như kỹ chuyện của bổn tọa đừng nhiều chuyện bổn tọa nghe nói ở kinh châu các ngươi có cái gì gọi là thiên đạo đại hội đúng vậy mỗi lần thiên đạo kim bảng được công bố các thế gia đại tộc ở kinh châu sẽ cùng nhau tổ chức thiên đạo đại hội. Bên ngoài là cùng nhau chia sẻ niềm vui, thực chất là sắp xếp lại các thế lực. Hán... Đúng vậy. Có hứa ra ở đó, tên lục trầm kia nhất định sẽ xuất hiện. À đúng đúng đúng, lục trầm và hứa ngọc là bà tốt. Ở thiên đạo đại hội, lục trầm chắc chắn sẽ ra mặt giúp hứa ngọc. Đúng y ta. Đợi đến khi bổn tọa thành công, dù cho lục trầm ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, bao nhiêu người giúp đỡ, đều phải chết trong tay bổn tọa. Họ lục kia, xem lần này ngươi còn sống được thế nào nhưng hiện tại trong vạn hồn phiên của bổn tọa vừa vạn thiếu hai hồn phách hai người các ngươi tạm thời thay thế vậy quả nhiên duyên phận ràng buộc nhân quả liên kết duyên phận của người đời muôn vàn. Hầu hết đều là những ràng buộc yếu ớt, hoặc bị tiền tài quấy nhiễu, hoặc bị tạp nhiệm ép buộc. Tất cả đều do tâm trí không kiên định mà ra. Còn đây là duyên trời ban, vững chắc không gì phá nổi, cũng không phải hắn, lục trầm, không thể cởi bỏ. Duyên trời ban sao? Nếu ta cũng có phúc phần này, được gả cho nhân vật như lục tiền bối, cuộc đời ta coi như viên mãn. Lại thêm một sợi dây tơ hồng, không đúng, thiên đạo ngồi mịch. Ta vốn có ý tốt. Mới trộm ba phần duyên trời ban. Giao cho ba đứa nhỏ này, nhưng lại không hề nghĩ đến. Chính duyên của lục trầm rốt cuộc là ai, bây giờ xem ra. Chẳng lẽ, chính duyên chính là cô nương nhà họ hứa này. Hác Long Đây chính là một trong những thiên đạo sứ giả. Xem ra, thiên đạo đã nhận ra. Chính là lúc này, lục trầm ra tay, Phát. phát phát phát. Lão già, bọn họ bị sao vậy? Bọn họ sắp chết rồi sao? Dù thế nào đi nữa, cũng là lựa chọn của chính họ họ từ chối trở thành thuộc hạ của con thì chỉ có thể trả lại tất cả những gì ngươi ban cho bao gồm cả thiên phú hơn người bẩm sinh chuyện này dù là tiên thiền đạo thể hay là thể chất nào khác khi bị tước bỏ đều phải chịu đựng nỗi đau như hồn bị xé xương bị cạo hơn nữa còn có tu vi mà họ khổ luyện hơn 20 năm đối với họ mà nói chẳng khác nào tự sát đừng lại gần lục trầm ông nội nói đúng đây là lựa chọn của chúng ta nếu ngươi ra tay lúc này không phải là giúp chúng ta mà là hại chúng ta. Chẳng lẽ chẳng lẽ nhất định phải đến mức này sao? Ta không phải là vô địch thiên hạ sao? Ta không phải là đạo tổ chuyển thế sao? Lục Trầm, con hãy nhớ kỹ cho ta, đây chính là thiên đạo, là pháp tắc thiên đạo không thể nghi ngờ. Tương lai, khi con phi thăng tiên giới, thống lĩnh vạn giới chúng sinh cũng phải như vậy. Thiên đạo, vô tình. Thiên đạo vô tình. Thì ra là vậy. Ta cảm thấy linh khí trong cơ thể ta đã hoàn toàn biến mất. Đây Tử thanh bảo kiếm của ngươi là cực đạo tiên binh. Bây giờ ngươi đã mất hết tu vi. Chẳng khác gì người thường. Tự nhiên không rút ra được. Những trận pháp cấp chân tiên này, trước đây trong mắt ta, đều đơn giản như đồ chơi trẻ con. Nhưng bây giờ lại khó hiểu như vậy. Xem ra, tiên thiên đạo thể của ta quả thực đã bị tước bỏ rồi. Xin lỗi. Không phải lỗi của ngươi, nói cho cùng. Đây là quyết định của gia tộc chúng ta. Hơn nữa, chúng ta từ bỏ tất cả những gì ngươi mang lại nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ từ bỏ đúng vậy lục trầm đợi bổn tiểu thư khôi phục tu vi vẫn sẽ đuổi đánh ngươi được ta chờ ngươi tạm biệt cô đúng rồi tiên đạo đại hội mà các ngươi sắp tham gia cũng do ba gia tộc chúng ta tổ chức đến lúc đó nếu cần gì cứ tìm long lão là được Vì chuyện ở đây đã xong, lão già ta cũng nên đi làm việc của mình. Ông nội, ông lại muốn đi sao? Chẳng lẽ ông không đi cùng chúng ta tham gia thiên đạo đại hội sao? So với việc đó, thượng hộ của con vẫn chưa có tung tích. Ta vẫn không yên tâm. Bây giờ, con đã biết thực lực của mình. Dù không có ta, con cũng có thể tự mình gánh vác. Hơn nữa, còn có gia nhân tuyệt sắc như hứa tiểu thư ở bên cạnh. Ta không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. Tiểu lục trầm, hãy nhớ lời ta. Con sắp phi thăng, nước thang thành thần đã ở ngay trước mắt, tuyệt đối không được để thượng hộ kia chiếm tiên cơ. Nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Thiên đạo đại hội lần này, khác với trước đây. Đúng đúng, đây là thiên đạo đại hội, hứa tiểu thư. Đại hội này hình như cũng chẳng có gì ghê gớm nhỉ thiên đạo đại hội này vốn là do các thế gia đại tộc ở kinh châu để sắp xếp lại vị trí mà đặt ra quy củ nên chủ yếu là giữ kín náo tuy nhiên những người có tư cách đến đây hôm nay đều là những nhân vật có máu mặt ở kinh châu không thể xem thường ý cô là ngoài những thế gia đại tộc đó ra còn có người khác sao Nương nhiên ngài có thể chưa biết 10 người đứng đầu mỗi thiên đạo kim bảng cũng sẽ đến đại hội hôm nay đối với họ mà nói cũng là cơ hội tốt để thăng tiến, nhưng tiền Bối, ngài không cần lo lắng, trong bốn thiên đạo kim bảng hiện tại, ngài đều đứng đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hôm qua mọi người đột nhiên nói, ta là thiên hạ đệ nhất, ta vẫn chưa quen lắm, Điền Bối. Mới đi lối này, năm nay quy mô thật hoành tráng. Nhìn bọn họ kìa, kia chẳng phải là hai người này là ai vậy, sao lại ngồi ở phía trước chỉ bằng hắn ta, sao hắn ta dám chứ, dựa vào cái gì mà hắn ta có thể ngồi ở đó, đúng vậy, sao hắn ta lại ngồi ở đây, Điền Bối. Bây giờ, ngài đã biết thực lực của mình. Đại hội hôm nay, các thế gia đại tộc nhất định sẽ ngỏ lời mời chào ngài. Hứa Ngọc mạo muội, nếu sau này ngài phi thăng tiên giới, mong tiền bối có thể chiếu cố đến hứa gia chúng ta, ban cho chúng ta một phần phúc trạch. Dễ nói, dễ nói. Nói đi, cũng phải nói là tiền bối. Nếu sau này ngài thật sự phi thăng tiên giới, ngài có dự định gì không? Chắc chắn là hành hiệp trượng nghĩa. Giữa chốn giang hồ, giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết vậy, một người một kiếm, băng qua vạn cổ, bảo vệ hòa bình thế giới. Trong kế hoạch của ngài, không có... Chỗ cho người khác sao? Chỗ cho người khác sao? Cô, cô nói là, các tiểu thư của ba đại gia tộc sao, mặc dù họ đều rất xinh đẹp, nhưng hôn ước của ta với họ thực sự là quá đột ngột. Nói về tình cảm, thì vẫn chưa có. Xem ra, trong lòng lục tiền bối vẫn có ta. Xin hỏi hai vị, có phải xuất thân từ gia tộc viễn cổ ở Kinh Châu không? Không phải. Vậy chắc chắn là xuất thân từ ẩn thế tông môn hoặc là thế gia hảo tộc rồi. Ây ra, đều không phải. Đấy, anh cũng tốt bụng thật đấy. Từ lúc chúng ta vào đây, anh là người đầu tiên nói chuyện với chúng ta. Đều không phải. Này, gọi bốn vị trưởng lão trong tộc đến đây, không cần mang theo người khác, mang theo vài con dao là được. thấy hai tên ba hoa trích trẻ, môi cùng hàng, với bổn thiếu gia, thì chém miệng chúng ngay. thấy hai tên ba hoa trích trẻ, môi cùng bổn thiếu gia, thì chém miệng chúng ngay. ngươi thật vô lễ, ta nói chuyện với lục tiền bối, liên quan gì đến ngươi, liên quan thế nào à? hai tên nhà quê hèn mọn, lại chỉ giỏi ba hoa bổn thiếu gia thật sự không hiểu các ngươi lấy đâu ra cái gan chó mà dám ngồi ở hàng đầu nói đúng đấy quả thực là vậy hà nay chúng ta không ngồi được tiền bối cứ yên tâm ngồi xuống nếu hàng đầu này mà không có chỗ cho chúng ta vậy chúng ta chẳng phải lên ngồi trên đài sao ngươi thật ngông cuồng hai ngươi cũng nhìn xem trong cả hội trường này có mấy người ngồi ở hàng đầu này ngươi không phải xuất thân từ viễn cổ gia tộc cũng không phải ẩn thế tông môn càng không phải thế gia, hào tộc thì lấy tư cách gì mà ngồi ở vị trí tôn quý này chẳng phải chỉ là cái ghế thôi sao sao lại phân biệt cao thấp quý tiện Vận vật trên thế gian đều có sự phân biệt cao thấp quý tiện hu chi là con người nếu bây giờ các ngươi quỳ xuống xin lỗi bổn thiếu gia rồi ngoan ngoãn ngồi ra phía sau bổn thiếu gia có thể từ bi mà suy xét tha cho các ngươi một mạng ngươi quá đáng lắm rồi ngươi có biết vị này là ai không đúng vậy ngươi có biết ta là ai không ta là ai cơ? Bây giờ trên trời dưới đất chỉ có mình ngài ấy độc tôn. Trên trời dưới đất chỉ có mình ngài ấy độc tôn. Chỉ bằng hắn ta, một tên nhóc trên người không có một chút dao động linh khí nào mà cũng dám xưng là độc tôn. Ngươi không sợ gió lớn thổi bay lưỡi à? Đúng vậy, phải biết rằng thiên đạo đại hội hôm nay là do ba đại gia tộc liên kết với các thế gia tổ chức, ngay cả tiểu thư của ba đại gia tộc cũng không dám tự xưng là vô địch. Tên nhóc nhà ngươi lại dám ngông cuồng như vậy, ba cô nàng đó bây giờ đúng là không dám xưng vô địch nữa. Dù sao thì cũng có ta ở đây mà. cái gì? Hắn ta cũng quá kiêu ngạo rồi đấy. Hắn ta dựa vào cái gì? Cái đó. Vậy còn ngươi? Ngươi là thân phận gì? Lại có tư cách gì? Mà ngồi ở vị trí hàng đầu này, quả nhiên là tên nhà quê lên tỉnh đến cả bổn thiếu gia mà cũng không biết nhưng mà đã ngươi hỏi bằng cả tấm lòng thì bổn thiếu gia sẽ từ bi mà nói cho ngươi biết bổn thiếu gia xuất thân từ một trong tám đại gia tộc phiến cổ yêu miêu tộc yêu miêu tộc ngươi xuất thân từ yêu miêu tộc sao chính xác yêu miêu tộc này rất nổi tiếng sao yêu miêu tộc cũng giống như bảy đại gia tộc phiễn cổ khác đều là những gia tộc mang huyết mạch chi lực đã từng xuất hiện rất nhiều nhân tài kiệt xuất ví dụ như trí tôn yêu giới kiện này Tử mệnh yêu miêu giang trung nguyệt tiền bối cũng xuất thân từ yêu miêu tộc biết là tốt bây giờ quỳ xuống nhận lỗi với bổn thiếu gia bổn thiếu gia sẽ bỏ qua chuyện cũ giang trung nguyệt cái tên này nghe quen quen vậy giang trung nguyệt cái tên này nghe quen quen vậy đó là điều đương nhiên giang tiên tổ là bậc tiền bối xuất sắc của tộc ta độc bá yêu giới nhiều năm không chỉ tu vi cao thâm mà còn tu luyện thành cửu mệnh chi thể ngươi đến từ vùng quê hẻo lánh nghe qua cũng không có gì lạ. Giang Trung Nguyệt. Nhớ kỹ, bản tọa tên là Giang Trung Nguyệt. ngày sau gặp lại, bản tọa nhất định sẽ giết ngươi. Hóa ra là cô ta à. Không ngờ người đàn bà đó lại có bộ dạng như người khác thiếu nợ cô ta vậy. Mà lại là trí tôn yêu giới. Ngươi láo xưởng. Ngươi là cái thá gì mà dám bất kính với tiên tổ của tộc ta? Tứ đại trưởng lão đâu? Tứ đại trưởng lão ở đây. Tứ đại trưởng lão yêu miêu tộc đã đến. Ngươi, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Bổn thiếu gia là thiếu chủ yêu miêu tộc. Tộc trưởng tương lai, Tứ đại trưởng lão. Đánh gãy tay chân tên nhóc đó cho ta. Ôi trời, chuyện này liên quan gì đến ta chứ? Đắc tội với thiếu chủ mà còn muốn chạy. Tứ tượng trận. Lập 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 trận. Đây, đây là thứ hiếm thấy, đây, đây là trận pháp cấp chân tiên. Đây là trận pháp cấp chân tiên. Yêu, miêu tộc, quả không hổ danh là một trong tám đại gia tộc phiễn cổ, đứng hàng đầu. Có thể dễ dàng lấy ra một trận pháp cấp chân tiên. Thật sự là đáng sợ mà. Trời ơi, các ngươi đang làm cái quái gì vậy, hứa tiểu thư, cư ta với lục tiền bối ngài đừng quên tu vi của ngài bây giờ đã đạt đến mức thông thiên triệt địa không ai địch nổi chỉ là một trận pháp cấp chân tiên thôi mà mã là được khẩu khí thật lớn trận pháp cấp chân tiên này đã từng chém giết vô số cường giả là do giang tiên tổ của tộc ta tự tay sáng tạo chỉ bằng hắn một tên ngay cả linh khí cũng không có mà cũng đòi phá trận tiết hắn tứ tượng bởi ừ. tứ tượng bởi ừ. bởi ừ tư tưởng. Tên nhóc không biết trời cao đất dày này, đắc tội, ai không đắc tội lại đi đắc tội với thiếu chủ yêu miêu tẩu, xem ra lần này đúng là chết chắc rồi. Im quang hộ thể đây chẳng phải là thần thông ít nhất phải có tu vi bán tiên mới có được sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại có kim quang hộ thể? Xem ra, hắn đã chạy trốn rồi. Nhưng tại sao nơi này vẫn còn sót lại đám ma khí dày đặc như vậy mà vẫn chưa tiêu tan? <laughs> giả thần giả quỷ Yêu vật nhà ngươi chỉ là may mắn có được chút đạo hạnh thôi Mà đã thật sự cho mình là vô địch thiên hạ rồi sao Lục Kiến Bình Ngươi nói xem ngươi không có việc gì Lại cứ thích lo chuyện bao đồng làm gì Lục trầm đó cho ngươi không ít chỗ tốt rồi chứ gì chưa từng có chỗ tốt nào vậy là hắn ta đã hứa hẹn với ngươi rất nhiều rồi chứ gì lão phu chỉ là một tán tu cần hắn ta hứa hẹn làm gì vậy ngươi vì cái gì mà cứ nhất quyết đối đầu với bản tọa vì thiên đạo giáng yêu trừ ma vốn là bổn phận trừ ma vệ đạo cần gì lý do yêu vật nhà ngươi chỉ có chút đạo hạnh còn con dù có tu luyện thêm bao nhiêu năm cũng không thể hiểu được tấm lòng kiên định bảo vệ thế gian của chúng ta những phàm nhân bản tọa đương nhiên là không thể hiểu được nhưng bản tọa biết các ngươi những tu sĩ điều mong muốn nhất chính là trường sinh hay là thế này chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta giết chết lục trầm nó sau này tiên nhân hai giới bản tọa sẽ chia sẻ cùng ngươi na hàng ngang vế thế nào hồ oh. nói như vậy là ngươi đồng ý chia đôi thiên hạ với ta sao là ngươi đồng ý chia đôi thiên hạ với ta sao, điều này quả thực là một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn. Đó là điều, đương nhiên bọn họ không biết lai lịch của ngươi, nhưng bản tọa lại biết rõ như lòng bàn tay. Năm đó khi Lục Trầm chém giết Trung Hạ Nhị Hộ, đã từng chỉ điểm ngươi vài lần, mới khiến ngươi tu luyện đến ngày hôm nay. Bản tọa thấy tu vi của ngươi, cũng coi như là bán tiên chi khu. Chỉ cần bản tọa có thể giết được Lục Trầm, đến lúc đó, chiếm lấy vị trí của hắn, đạt được kim tiên đại đạo nắm giữ vạn ngàn pháp thắc thì ban thưởng nhân giới này cho ngươi cũng có sao xem ra ngươi vẫn không hiểu nhân giới này không trường sinh đối với ta mà nói không hề có sức hấp dẫn chẳng lẽ ngươi lại không có chút dục vọng nào sao đối với ngươi mà nói không có việc gì mà ngươi hàng mong ước cực kỳ quan trọng sao việc cực kỳ quan trọng thì đúng là có một chính là ngươi bản tọa trong lòng ngươi so với trường sinh, so với thống lĩnh nhân giới, bản tọa còn quan trọng hơn sao? Điều này thật mới mẻ. Thực ra, dù là thống lĩnh nhân giới, trường sinh hay là người, đều không quan trọng, nhưng không có ngươi lại rất quan trọng với ta. Nếu đã như vậy, thì cũng không còn gì để nói nữa. Đợi bản tọa trói tay chân, ngươi lại phát giải đến trước mặt lục trầm. Bản tọa muốn xem thử ngươi có quan trọng với hắn ta không. Tên này, rốt cuộc là ai, sao lại có kim quang hộ thể? Ta đã nói rồi, tu vi của lục tiền bối thông thiên triệt địa, cho dù mấy người các ngươi hợp sức vây công, cũng không bằng uy lực của một mình ngài ấy, hù chết ta rồi. Vẫn là trở thành thiên hạ đệ nhất quá đột ngột, nhất thời bản thân cũng không thể chấp nhận được. Mấy người không sao chứ. Quái vật, ngươi chính là quái vật. Tay ta bị kim quang hộ thể chấn gãy rồi. Tên này, rốt cuộc là ai? Dám đối xử với tứ đại trưởng lão của yêu miêu tộc ta như vậy, ngươi thật sự không sợ chết sao? cái gì người nào ta à, ta làm gì chứ rõ ràng là bọn họ vừa rồi ra tay đánh ta ta căn bản còn chưa động đến bọn họ mọi người đều thấy cả mà là tự bọn họ lao vào ngươi làm gì tứ đại trưởng lão của yêu miêu tộc chúng ta đều là trụ cột trong tộc tu vi cao thâm kinh nghiệm phong phú vậy mà đều bị ngươi đánh bị thương nói ngươi rốt cuộc đã dùng pháp bảo gì mà có thể triệu hồi kim quang hộ thể ta đánh bị thương bọn họ ta nói cho ngươi biết công có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy rõ ràng là bọn họ ra tay đánh ta trước ta thậm chí còn chưa đánh trả Thôi. Ta nói yêu miêu tộc các ngươi cho dù có thiếu tiền, cũng không thể tìm mấy ông già này đến lừa ta chứ. Ta ta ta, ta thật sự sẽ tức giận đấy. Này này, đừng lại đây. Ngươi đừng lại đây, ngươi đừng lại đây, đừng lại đây nha. Ta nói cho ngươi biết, tốt nhất là đừng động vào ta. Ngươi có biết sư phụ ta là ai không hả? Ta làm sao biết sư phụ? Ngươi là ai? Mấy người đừng giả vừa nữa. Mau cho ta xem, mấy ông già này bị thương ở đâu? Điền bối, chúng ta thật sự biết xa rồi. Xin ngài hãy tha cho chúng ta một con đường sống. Và xin ngài, ta lại làm sao nữa? Ta chỉ muốn xem vết thương của mấy người thế nào thôi. Ngoan, cho ta xem nào. Không không, lừng. ta đã khuyên các ngươi rồi. Với cái loại người như các ngươi thì không động được vào, lục tiền bối đâu. Tên nhóc, ngươi có chút tu vi thì đã sao, tha cho người ta khi có thể. Ngươi làm nhục chúng ta như vậy, không sợ bị yêu mưu tộc ta. Liệt vào danh sách truy sát sao. Ngươi đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Rõ ràng là các ngươi ra tay đánh ta trước. Hơn nữa ta còn không so đo. Quan tâm mấy ông già này bị thương ở đâu. Thế này cũng tính là làm nhục sao? Ngươi, 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 ngươi còn nữa, ta nói mấy ông già các ngươi cũng vậy, đều mấy chục tuổi rồi, không ở nhà cho ngoan, chạy ra ngoài kết bè kết phái, cả ngày lẫn lộn trong đám người trẻ, học đòi người ta chơi trò tu tiên, ta thấy xấu hổ thay các người đấy. Bốn lão già không biết tôn ti trật các ngươi, đều lớn tuổi như vậy rồi, còn ra ngoài học đòi ăn vạ, xem hôm nay ta có trị các ngươi không? Này này, ngươi đừng lại đây ta nói cho ngươi biết ngươi rốt cuộc có biết sư phụ ta là ai không đợi sư phụ ta đến với tu vi của sư phụ ta giết chết ngươi chỉ là chuyện động động ngón tay tên này cứ nhắc đến sư phụ hắn chẳng lẽ sư phụ hắn chính là cửu mệnh yêu miêu giang trung nguyệt ngươi đã nói hai lần về sư phụ ngươi rồi sư phụ ngươi rốt cuộc là ai nói ra đừng có mà tè ra quần đấy sư phụ ta chính là người hai ngày trước khi thiên đạo kim bảng công bố đứng đầu bảng lục trầm ừ lục trầm Ngươi nói sư phụ ngươi là Lục Trầm? Ngươi chắc chứ? Con giả được sao? Ta nói cho ngươi biết, ngay cả đại tiểu thư của Tam đại gia tộc cũng chỉ có thể xếp dưới sư phụ ta, Lục Trầm, chỉ có thể đứng thứ hai, nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có chút tu vi, trước mặt sư phụ ta, ngươi vẫn chẳng là cái thá gì. Tiêu chủ, lại có bối cảnh như vậy, sao không nói sớm? Lần sau chuyện quan trọng như vậy, không được giấu giếm nữa. Chúng ta đều đã lớn tuổi rồi. Trái tim nhỏ bé này không chịu nổi đâu. Đúng vậy, đại trưởng lão nói đúng, không biết thiếu chủ bái Lục Trầm làm sư phụ khi nào, trong tộc chẳng nghe thấy gì cả. Bái Lục Trầm làm sư phụ? Ta còn chưa bái sư đâu. Bái Lục Trầm làm sư phụ? Ta còn chưa bái sư đâu. Hạt. Mấy người các ngươi đừng có lừa ta nữa, ta nói cho các ngươi biết ở đây có camera giám sát đấy, thiếu chủ chuyện quan trọng như vậy, sao ngài không nói sớm? Ê, ê các vị trưởng lão, đừng hoảng, đừng hoảng. Bản thiếu gia đã sớm nhận được tin tức. Hôm nay, Lục Trầm nhất định sẽ đến đại hội hiện trường. Đến lúc đó, với thiên phú và trí thông minh của bản thiếu gia, chắc chắn sẽ nhanh chóng nổi bật giữa đám đông, tỏa sáng rực rỡ. Sau đó thì sẽ khiến Lục Trầm này xin lòng yêu mến nhân tài. Sẽ thu nhận, ta làm đồ đệ đứng đầu, chuyện quan trọng như vậy. Sao ngươi không báo cho ta một tiếng, ngươi cùng vọng? Ngươi có biết, sư phụ ta là ai không? Đó chính là người đứng đầu tứ đại kim bảng. Ngươi biết đó là khái niệm gì không? Đó chính là độc tôn thiên hạ. B. Anh nói, nếu hắn biết vị sư phụ mà hắn hằng mong ước đang ở ngay trước mặt thì hắn sẽ phản ứng thế nào? Thiếu chủ, ngươi đừng có mà khoác lác nữa, Lưu trầm ẩn mình nhiều năm. Nếu không phải Kim Bảng công bố thì người đời e rằng cũng không biết trên đời còn có nhân vật như vậy. Với tu vi và tâm tính của người này, làm sao ngươi lọt vào mắt xanh của hắn được, đó chẳng phải là nằm mơ à? Đúng vậy, thiếu chủ thuộc hạ còn nghe nói lục trầm đã từng đính ước với đại tiểu thư của tam đại gia tộc nói về bản lĩnh nói về quan hệ chúng ta thua hoàn toàn yêu miêu tộc chúng ta người ta căn bản không thèm để mắt đến được chưa chưa chắc đâu dù sao đồ đệ mà không có tự biết mình như vậy thì thật sự rất khó tìm ngươi nói bậy ngươi ngươi có tin để sư phụ ta đến đánh ngươi không tiểu tử ta cảnh cáo ngươi tuy rằng yêu miêu tộc ta không nằm trong top 3 của bát đại cổ tộc nhưng chỉ cần dựa vào giang tiên tổ thân phận yêu giới chí tôn cũng đủ để áp đảo tất cả bán tiên trên đời. Ngươi dám động thủ với chúng ta, cẩn thận giang tiên tổ xử lý ngươi. Cô ta không có bản năng đó để xử lý ta đâu. Ý của lục tiền bối là hắn và cửu mệnh yêu miêu giang trung nguyệt đã quen biết từ lâu tương truyền nữ nhân của yêu miêu tộc xinh đẹp tuyệt trần bẩm sinh đã có cốt cách quyến rũ đàn ông trên đời không ai không bị mê hoặc chẳng lẽ lục tiền bối đã sớm với bà ta ai nói bổn tọa không có bản lĩnh ôi trời ơi ngươi thật sự dám đến à bổn tọa tung hoành nhân giới nhiều năm con chuyện gì mà bổn tọa không dám làm chứ lục trầm bổn tọa đã nói ngay sau gặp lại nhất định sẽ giết ngươi nếu không khó mà giải được mối hận trong lòng bổn tọa tứ đại trưởng lão yêu miêu tộc bài kiến giang tiên tổ bài kiến yêu giới trí tôn thiếu chủ yêu miêu tộc tần phóng bài kiến tiên tổ tiên tổ chính là tiểu tử này hắn nhiều lần bất kính với ngài còn làm nhục chúng ta được đã là đồng tộc bổn tọa tự nhiên sẽ ra mặt thay các ngươi lục trầm bổn tọa đã nói nhắc nhở ngươi cúi đầu làm người nhưng ngươi lại coi như gió thoảng bên tai hôm nay nếu bổn tọa không giết ngươi khó giải được mối hận trong lòng bổn tọa thiếu chủ vừa rồi tiên tổ gọi tên tiểu tử đó là gì hình như là lục lục trầm ngươi chính là lục trầm bây giờ các ngươi biết đắc tội với nhân vật cỡ nào rồi chứ gần thiếu chủ không biết bây giờ ngươi còn muốn bái sư không Tại sao mỗi lần chúng ta gặp nhau đều phải đánh đấm thế này, chúng ta cũng đâu có thủ oán gì sâu sắc. Ngươi quên lần trước ở nhà ta rồi à, ta còn tốt bụng hầm cho ngươi bắt canh túi mật rắn nữa chứ. Đến nước này rồi, ngươi còn dám lôi chuyện này ra để làm nhục bổn tọa. Ngươi có biết con rắn đen hùng nó chính là đồ đệ của bổn tọa không? Điều tử đáng yêu nhà ngươi, lại dám làm nó thành canh túi mật rắn, còn định cho bổn tọa ăn. Tự ngươi nói xem, ngươi có phải đáng chết vạn lần không? Tự ngươi nói xem, ngươi có phải đáng chết vạn lần không? trời đất ơi. Ra là con rắn đen đó, là đồ đệ của ngươi à? Chuyện quan trọng như vậy. Sao ngươi không nói sớm, hôm đó ngươi chói bổn tọa như vậy? Bảo bổn tọa nói thế nào, ít ra cũng phải cho bổn tọa cơ hội nói chứ. Lục tiền bối. Ngươi đã chói bà, ta kiểu gì, mà khiến bà, ta hận ngươi đến vậy. Cái này, cái này thì hơi dài dòng. Sinh ra nha đầu này đã thành người yêu cũ của lục trầm rồi. Đồ củ cải trăng hoa, đụng vào thân thể bổn tọa rồi còn đi khắp nơi ve vãn người khác bổn tọa sẽ không tha cho người đâu hôm đó hắn chính là trói ta vào ghế như thế này đây chặt lắm chặt lắm luôn hứa tiểu thư ngươi còn chưa biết à lục trầm có sở thích như vậy đấy đừng nói nữa sau khi về nhà eo ta cũng đau lưng cũng đau tay cũng đau chân cũng mềm nhũn vất vả lắm đấy Lục trầm Anh chơi cũng khá đấy Áp lực thật mạnh Chỉ trong vài hơi thở Chỉ số chiến đấu sắp vượt 9.000 rồi À, vượt 10.000 rồi Chỉ số chiến đấu của cô ta vượt 10.000 rồi Thật đáng sợ Thật đáng sợ mà Lục trầm Đồ củ cải trang hoa nhà ngươi Hứa tiểu thư Cô ngàn vạn lần đừng để người phụ nữ xấu xa này Lừa gặt nhé thế có trời đất chứng giám ta thật sự không làm gì cô ta cả muốn bỏ rơi ta sao nằm mơ đi lục trầm ngươi không nhớ sao hôm đó trên giường trên ghế thậm chí cả trên bàn nữa đã làm gì nói gì rồi hả ta thật sự không làm gì cả anh bạn này lớn chừng này rồi đến bây giờ vẫn còn là trai tân đấy hứa tiểu thư ô nhất định phải tin ta vậy sao ừ. lục tiền bối chuyện quan trọng như vậy sao anh không nói sớm với ta vậy kiên ta siết chút nữa hiểu lầm anh rồi chuyện này ta cũng không thể nói lung tung được đến nước này bổn tọa cũng không đùa với ngươi nữa lục trầm hôm nay thù mới nợ cũ chúng ta cùng tính sổ hết đi Để... Hôm nay, thù mới nợ cũ, chúng ta cùng tính sổ hết đi. Để... Tụ khí thành cầu. Dùng tay khống chế cầu, chẳng lẽ đây là nguyên khí đạn? Ái chà, thiếu chủ, khi rảnh rỗi, thì ra ngoài thế giới rộng lớn dạo chơi một chút đi. Đừng có suốt ngày du rú trong tộc, xem phim hoạt hình nữa. Đúng vậy, còn nguyên khí đạn nữa chứ. Đây rõ ràng là tuyệt thế pháp khí của yêu miêu tộc chúng ta. Ngưng hồn châu, ngưng hồn châu dưới sự ôn dưỡng của các đời tộc chủ yêu miêu tộc. Nó đã sớm trở thành một tiên đạo binh tử độc nhất vô nhị, Lục Trầm. Ta biết ngươi tu vi rất cao, nhưng ngưng hồn châu này cộng thêm tu vi của bổn tọa. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết, ngươi, ngươi ngươi ngươi, đừng có manh động nha, ta nói cho ngươi biết, vừa rồi bốn lão già đó đánh ta đều bị ta đánh bay ra khốc máu mồm rồi còn chưa biết bây giờ bọn họ có bị nội thương không nữa ngươi ngàn vạn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ chỉ bọn họ bốn người đó thôi cũng xứng so sánh với bổn tọa sao nói ra thì còn phải cảm ơn ngươi nếu không phải hai bữa thức ăn cho mèo của ngươi bổn tọa e rằng còn chưa thể đột phá nhanh như vậy càng không thể khống chế được ngưng hồn châu này hôm nay ngôi mộ này vẫn là do chính tay ngươi đảo ngươi đừng trách ai cả hôm nay ngôi mộ này vẫn là do chính tay ngươi đảo ngươi đừng trách ai cả Thức ăn cho mèo. Cái gì vậy? Ta khi nào cho ngươi ăn thức ăn cho mèo? Chẳng lẽ là... Nếu ngươi đen như vậy, sau này ta sẽ gọi ngươi là tiểu hắc. Ngươi chính là tiểu hắc. Ta nói sau từ khi ngươi biến mất ta lại không tìm thấy tiểu hắc đâu. À, thì ra là vậy. Tiểu hắc gì chứ? Đừng có tự tiện đặt biệt danh cho bổn tọa. Bổn tọa là cửu mệnh yêu miêu. Yêu giới trí tôn. Ngươi là cái thá gì? Mà dám nuôi bổn tọa như mèo cảnh. Vậy lúc đó, ngươi chẳng phải cũng ăn rất ngon lành sao ngươi còn nói nữa hôm nay nếu bổn tọa không giết ngươi chẳng phải sẽ trở thành cho cười cho thiên hạ sao lục trầm chết đi chỉ vung tay nhấc chân là có thể xé rách không gian ngưng hồn châu này quả nhiên bất phàm không biết lục tiền bối có thể đỡ được không sao có thể như vậy được sao có thể như vậy được lục tiền bối ngưng hồn châu này không ảnh hưởng gì đến ngài chứ cái gì mà châu với trả cầu đây chẳng phải chỉ là một quả cầu thôi sao một quả cầu thì có thể ảnh hưởng gì đến ta chứ các ngươi làm quá lên rồi sao có thể như vậy được ngưng hồn châu này cộng thêm tu vi của bổn tọa cho dù là thân thể bán tiên cũng phải nghiêm túc đối mặt tên này lại có thể dùng một tay đỡ được mà không bị ảnh hưởng gì bổn tọa không tin có gì mà không tin chứ đây chẳng phải chỉ là một quả cầu thôi sao hơn nữa tin tức nhiều như vậy ta chưa từng nghe nói tin tức nào nói rằng một quả cầu có thể làm gì được ai nếu ngươi không tin ta sẽ cho ngươi xem bây giờ tin chưa nên ta mới nói với các ngươi đừng nghe gió phẩy mà tưởng mưa bão con người ta nhất định phải có suy nghĩ của riêng mình không thể người khác nói gì thì nghe nấy phải có khả năng tư duy của riêng mình các ngươi nghe rõ chưa đã nói như vậy rồi các ngươi vẫn chưa hiểu sao thế này nhé các ngươi tự mình thử thì sẽ biết không 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 ngươi đừng làm loạn ngươi đừng làm loạn đây chỉ là một quả cầu thôi không sao đâu rất vui đấy này đừng lại đây thôi được rồi người bây giờ thật là vậy thì trả lại cho ngươi Thấy chưa? ta đã nói rồi chẳng có việc gì cả không ngờ thực lực của lục trầm này lại đạt đến trình độ này rồi xem ra cho dù là tiên trên trời cũng sợ là không làm gì được hắn nhân vật như vậy ta vẫn nên cẩn thận xử lý tránh mang đến họa sát thân cho tộc ta chuyện hôm nay coi như ngươi lục trầm có bản lĩnh nhưng bổn tọa tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy chọn ngày ngươi tốt nhất hãy đến lãnh địa của yêu miêu tộc chúng ta đích thân đến xin lỗi nếu không bổn tọa nổi giận lên là rất đáng sợ đấy được khi nào rảnh ta sẽ đến thăm ngươi bổn tọa bảo ngươi đến xin lỗi. Ngươi đến thăm ta làm gì? Ai thèm ngươi đến thăm chứ? Chúng ta đi. Nếu như lúc đó ta còn ở nhân giới. Lục Trầm, nếu ngươi còn muốn gặp lại Lục Kiến Bình và ba vị hôn thê của ngươi, thì hãy đến gặp bổn tọa ở nhà kho bỏ hoa ngoại ô. Như kỹ, quá giờ không đợi. Ngươi nói gì? Lục tiền bối, sao vậy? Là thượng sĩ, hắn bắt ông nội còn cả ba vị tiểu thư của tam đại gia tộc đi rồi hắn muốn ta đích thân đến nó nếu không thì chỉ có thể lo hậu sự cho ông thôi đái gì chuyện này lục tiền bối việc này không thể hành động thiếu suy nghĩ nếu đó là cái bẫy của thượng sĩ chẳng phải chúng ta sẽ không sao dù hắn có đặt bao nhiêu mai phục ta cũng phải đi nếu không phải năm đó ông nội nhận nuôi ta từ trại trẻ mồ côi bây giờ không biết ta đang lang thang ở đâu mạng sống này là ông cho ta ta phải đi Nếu vậy, ta sẽ đi cùng ngài, sống chết có nhau. Ngươi có anh chị em nào không? Cha mẹ ngươi còn sống không? Ngươi nay ta nói đã. Ngươi theo tên yêu quái đó bao lâu rồi? Hắn mỗi tháng trả cho các ngươi bao nhiêu tiền lương? Này. Ngươi muốn nói chuyện với ta à? Ta không nói chuyện với ngươi lát nữa mới đến lượt ngươi cho nên mới nói người và yêu đều là mẹ sinh ra nếu có lòng từ bi nếu có lòng từ bi thì không phải là yêu nữa mà là người yêu ta thấy ngươi có vẻ rất từ bi hay là thả ta ra đi được không ta không chịu nổi nữa rồi lục lão ba người chúng ta chỉ vì hủy hôn ước mới mất đi tu vi không thể thoát ra được nhưng sao ngài lại ông ấy tất nhiên cũng không thoát được ngươi có ý gì đây là cấm ma thạch từ cao nhân chân tiên đến tiểu tốt luyện khí đều sẽ bị hạn chế trong phạm vi hiệu quả của nó không thể điều động chút linh khí nào mọi cấm chế mọi trận pháp đều như vô chính là vì vậy nếu không các ngươi nghĩ, tại sao ta không ra tay chứ? Vậy mà là thần vật như vậy. Thứ này, sao lại ở chỗ ngươi? Pháp bảo có hiệu quả như vậy, đã vượt qua cả cực đạo tiên binh. Cho dù là toàn bộ tiên giới, cũng tuyệt đối không phải vật tầm thường. Chuyện này, các ngươi không cần biết. Các ngươi chỉ cần biết. Bây giờ các ngươi ở trong tay ta. Lục trầm kia, không thể không đến cứu các ngươi. Bò ta, có cấm ma, thạch này. Chỉ cần lục trầm dám bước vào nhà kho này nửa bước, toàn bộ tu vi của hắn sẽ hóa thành hư vô đến lúc đó bổn tọa giết hắn sẽ dễ như trở bàn tay nói như vậy chỉ cần lục trầm đến đây chẳng phải sẽ mặc ngươi sâu xé sao nói đúng lắm nếu hắn dám đến bổn tọa sẽ lập tức giết hắn như giết gà ta thật sự không tin lắm tên ngốc ra ngoài rồi hắn ta đã răng bẫy ở đây mau ra ngoài đi lục trầm à lục trầm ngươi thật gan dạ lại dám đến thật một người làm một người chịu ta biết ngươi nhắm vào ta mà đến. Ban ón giữa, chúng ta đã trải qua ba kiếp luân hồi. Trận chiến cuối cùng, chính là hôm nay. Trận chiến cuối cùng, chính là hôm nay. Tốt lắm. Khoảnh khắc bổn tọa, mong đợi đã lâu, sắp đến rồi. Tình chết, cưỡng ép phận khí, điều động sức mạnh trong cơ thể, chỉ khiến ngươi đến gần cái chết hơn thôi. Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được đâu, cái gọi là chảm tam thi, rốt cuộc là chuyện gì. Đừng có nói với bổn tọa những lời lẽ đường hoàng. Bổn tọa chẳng muốn nghe. Cái gọi là Trảm Tam thi chính là chỉ người tu hành tự mình gỡ bỏ gánh nặng dục vọng để đạt đến trạng thái vô dục, bởi vì tiên nhân xưa nay đều vô dục, còn ngươi lại chấp niệm chiếm đoạt. Chỉ riêng điểm này thì ngươi vĩnh viễn không thể thắng ta, nói hư nói vượn. Sao, sao có thể như vậy được? Đây này, thật là làm loạn nạn. Lỡ ngươi chết rồi, ta phải làm sao đây? Vậy thì hắn còn có chúng ta nữa. Các ngươi đây là Lục Trầm, ba người, chúng ta đã quyết định gả cho ngươi rồi, ngươi đừng hòng từ chối. Đây chính là nhiệm vụ ông nội ngươi giao cho ngươi đấy, nếu ngươi dám bắt nạt chúng ta, kỳ cứ chờ xem, ta có đánh ngươi hay không là được, xem ra, sau này chúng ta chỉ có thể sống những ngày tháng hạnh phúc không biết xấu hổ thôi. Lục Trầm, này này này, đừng mà.